chương 31. Lành lạnh đưa cho ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Điện thoại di động ông chủ bị dương gian này loại gần như quỷ dị lạnh lùng ánh mắt dọa sợ. Nhưng rất nhanh hắn nhưng ngoài mạnh trong yếu đẩy ra dương gian, ồn ào nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh người? Có tin ta hay không hiện tại liền báo động, ta nhìn ngươi chính là một cái kẻ trộm, ở chỗ này của ta tiêu món nợ không thành còn muốn đánh người, không muốn gây chuyện liền mau mang ngươi những thứ trách rưới này lăn, bằng không bắt ngươi đi ngồi tù, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Mọi người mau đến xem a, à, cái này người ở chỗ này của ta bán kẻ trộm hàng, mau báo cảnh sát bắt hắn a. Không chỉ muốn gạt Dương Giang điện thoại di động, còn muốn cắn ngược lại một khẩu. Bên cạnh có người nghe được ông chủ la lên không khỏi nhìn về bên này đi qua. Dương Giang lần này xem như là hiểu Giang Thương này rốt cuộc có bao nhiêu ác độc ông chủ, nếu ngươi tự tìm chết cái kia thì đừng trách ta lòng dạ ác độc, ngươi như thế yêu thích điện thoại di động đúng không, vậy ta liền lại đưa ngươi một bộ điện thoại di động. Khóe miệng hắn lộ ra một nét cười lạnh như băng. Không nói hai lời cầm lấy một bộ điện thoại di động liền quay về tên gian thương này đầu ném tới, tay hắn bên trong liều lĩnh nhàn nhạt hồng quang, mu bàn tay trên một con mắt lúc này mở ra. Lạch cạch. Dương Giang vỗ vào tên gian thương này trên gáy, nhưng khi tay hắn thu hồi thời điểm trước nắm trong tay cái kia bộ điện thoại di động nhưng đã biến mất không thấy ngươi còn thật sự dám đánh người ta hiện tại liền báo động ngươi chờ có loại cũng đừng chạy gian thương nhất thời giận dữ cầm điện thoại lên liền định báo động nhưng là hắn đến cùng vẫn là có tật giật mình đối với điện thoại di động theo liền là không dám thật đánh muốn là cảnh sát rơi giám sát phát hiện chính mình treo đầu dê bán thịt chó phỏng chừng ngồi tù không phải cái này bán điện thoại di động tiểu tử, mà là mình. Dương Giang nói. Ngươi báo động xin cứ tự nhiên, vừa vặn ta cũng phải gọi điện thoại. Nói, hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cái số hiệu mã. Rất nhanh, điện thoại di động bị đã thông. Lành lạnh ánh trăng vì ngươi nhớ nhung thành sông. Đột nhiên, một cái tay chuông điện thoại vang lên, vang vọng ở cửa hàng nhỏ bên trong mà chuông điện thoại di động vang lên vị trí, không trên người Dương Giang, cũng không ở trên quầy, mà ở tên Giang Thương kia. Đầu óc bên trong. À. Tên Giang Thương này lúc này kêu thảm một tiếng, thống khổ mới ngã xuống đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lung tung co quắp, mũi, miệng, con mắt toát ra máu tươi. Hắn vào đúng lúc này cảm giác đầu liền muốn nổ tung. Dương Giang rất nhanh tắt đi trò chuyện sau đó cầm lên bên cạnh bút ở bên cạnh viết xuống một cái tài khoản. Cái kia cái điện thoại di động ta định giá một vạn, sau 10 phút đem một vạn chuyển cho ta, tiền không tới món nợ đầu óc ngươi bên trong tiếng chuông còn sẽ vang lên, mặt khác số điện thoại di động của ta ở đây, lúc nào muốn đem tay kia máy móc từ đầu óc bên trong lấy ra thông báo tiếp ta. Nói xong, hắn đem những cái khác điện thoại di động lấy đi, đeo bọc sách liền rời đi nhà này điện thoại di động tìm sửa chữa. Dám gạt ta ta muốn để cho người gian thương này đau đến không muốn sống. Dương Giang sau khi rời đi hảo phiến khắc, cái kia ngã xuống đất co giật, mũi, con mắt ứa máu ông chủ mới một mặt hoảng sợ bò dậy. Hắn sờ sờ đầu. Cảm giác đầu óc bên trong tựa hồ nhiều hơn một chút vật, như là bị cứng trắng nhét vào một cái dị vật giống như, đầu rất đau, rất khó nhận, thật giống đem đầu mở ra đem vật kia lấy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài quán mặt, cũng đã không tìm được trước cái kia đeo bọc sách bán đồ của điện thoại di động tiểu tử. Trên quầy giữ lại một tờ giấy, là một cú điện thoại còn có tài khoản. Một vạn tệ. Trong vòng 10 phút muốn chuyển khoản một vạn tệ cho cái này người, bằng không vừa nãy trong đầu tiếng chuông còn sẽ vang lên. Ông chủ thật sự là không muốn lại thể nghiệm mới rồi cái kia loại đầu óc muốn nứt ra đau nhất. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên quay về người kia lưu lại tài khoản xoay chuyển một vạn tệ tiền đi qua nhưng liền ở hắn yếu điểm xác nhận thời điểm nhưng do dự một chút vạn nhất người kia là lừa gạt mình đây vừa nãy chỉ là trùng hợp bất ngờ nếu là như vậy cái kia chuyển một vạn tệ đi qua hôm nay không phải muốn làm mua bán lỗ vốn không được không được không thể chuyển tiền này ông chủ uống một hớp nghỉ ngơi một hồi tuy rằng cảm giác đầu óc vẫn là hỗn loạn có vật gì nhét vào bên trong nhưng cũng so với trước kia tốt lắm rồi sẽ đầu hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nhưng mà sau 10 phút, đi ở trên đường phố Dương Giang điện thoại di động trên cũng không có thu chuyển khoản thông báo, hắn không chút do dự bấm dậy số. Lành lạnh bóng đêm vì ngươi nhớ nhung thành sông. Điện thoại reo, tiếng chuông lần thứ hai ở cái kia ông chủ đầu óc bên trong vang lên, tay kia máy móc chấn động thống khổ lần thứ hai để hắn thống khổ ngã trên mặt đất cả người có giật, miệng sùi bọt mép, máu tươi từ khóe mắt, mũi bên trong chảy ra à. Mười giây sau, Dương Giang cúp điện thoại. xử như vô sự tiếp tục đi ở trên đường. Giang thương này mệnh đã tại chính mình trong tay, dám lừa gạt mình. Chậm rãi cùng ngươi chơi. Lần này điện thoại gọi đi qua phía sau, không có mấy phút, ngay lập tức sẽ truyền đến chuyển tiền tới sổ thanh âm. Một vạn tệ. Đồng thời, Dương Giang một cái khác tay chuông điện thoại vang lên vừa nối điện thoại phía sau liền truyền đến tên gian thương kia cầu xin tha thứ âm thanh lớn đại ca bỏ qua cho ta đi tiền ta đã cho ngươi xoay qua chỗ khác ngươi bỏ qua cho ta đi tiền tiền gì ta chỗ này căn bản cũng không có thu được ngươi nhất định là chuyển sai tài khoản còn có ba phút đến thời điểm ta sẽ lại cho ngươi gọi điện thoại bất quá lần này không phải một vạn là hai mươi ngàn dương gian trận tròn mắt nói mò Nói xong cũng cúp điện thoại Đến A, à, lẫn nhau lừa dối A à. Cái kia Giang thương hiển nhiên là nếm trải đau khổ Rất nhanh lại chuyển đến 20.000 Dương Giang điện thoại di động vang lên lần nữa chuyển tiền âm thanh Lớn, đại ca, lúc này ta đúng rồi ba lần tài khoản Ngươi nhận được không có Giang thương lại gọi điện thoại đến khóc cầu đạo Dương Giang nói, thu là thu được Này 10 phút ta không gọi điện thoại cho ngươi Quá 10 phần lại đánh vẫn quy cũ cũ, một vạn. Nói xong lại cúp điện thoại. Cái gì? Sau 10 phút còn gọi điện thoại. Lại đánh chính mình thật muốn lành lạnh. Cửa hàng nhỏ bên trong gian thương khóc không ra nước mắt, chính hắn tác mình bạc tai, đáng chết, mình thật là đáng chết, sớm biết liền không nên tham cái kia bộ điện thoại di động, trước đây làm nhiều lần như vậy đều không có gặp phải phiền phức, lúc này gặp phải một cái nhân vật hung ác. Hắn tiếp tục gọi điện thoại tới, muốn cầu Dương Giang buông tha chính mình, đem chuyện này giải quyết rơi. Có thể Dương Giang không có nghe. Bất quá này cậu chủ nhỏ không chơi nổi, hắn trực tiếp lại chuyển món nợ một vạn đi qua, sau đó lại gọi điện thoại, lần này đã thông. Thật là đắt điện thoại. Một vạn nhất cái. Đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi trở về, điện thoại di động ta còn ngươi còn không được không? Ngươi không muốn lại thiệt mài ta được hay không, hơn nữa ta cũng cho ngươi lường gạt 40 ngàn khối." Ông chủ tiếp tục cầu xin nói. Dương Giang nói: "Lão bản ngươi trước không phải hết sức phách lối sao?" Rêu rào lên báo động, "Nếu như ngươi cảm thấy ta là lường gạt lời ngươi bây giờ là có thể báo động bắt ta, ta ở ngay gần đi dạo phố, cứ như vậy, cái tiếp theo 10 phút, một vạn tệ." Nói xong, hắn lại cúp điện thoại. Qua 7 sau 8 phút, một vạn tệ lại tới sổ cái kia ông chủ điện thoại lại đánh tới, lần này hắn càng khóc dữ dội hơn. Đại ca, ta van ngươi, ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu, ngươi là người tốt, ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta đáng chết, ta không nên dối gạt điện thoại di động ngươi, không nên lớn lối như vậy, quay đầu lại ta phải đi tự thú, ta đi ngồi tù, ngươi thấy thế nào? Ngồi tù là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là cùng ngươi làm món làm ăn, không ép buộc ngươi trả tiền, cứ như vậy, cái tiếp theo 10 phút, một vạn. Có thể, nhưng ta trong thẻ không có tiền. Cậu chủ nhỏ có chút tuyệt vọng nói, đã chuyển cho ngươi năm chục ngàn. Không có tiền không liên quan, ta biết mấy cái lưới vay bình đại, tuy rằng lợi tức có chút cao, thế nhưng khoản tiền cho vay rất nhanh, hết sức có tín dụng, tin tưởng sẽ tương đối thích hợp ngươi. Nếu như trong vòng 10 phút tiền không tới món nợ, một bài lành lạnh đưa cho ngươi. Dương Giang nói. Ngươi, ngươi đây là cướp đoạt cậu chủ nhỏ âm thanh đều đang run rẩy. Dương Giang nói. Đừng nói nhảm, cướp đoạt nào có nhanh như vậy, cứ như vậy, ta điện thoại di động này tiền điện thoại sắp hết. Biểu môi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32. Không tiếp tục kinh doanh thương trường. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dương Giang tiền tiền hậu hậu hành hạ tên Giang Thương này hơn một giờ làm cho chó này gian thương hầu như muốn qua đời. Cuối cùng hắn mới về đến tay kia máy móc tiệm sửa chữa, đem cái kia nhét vào gian thương trong đầu điện thoại di động lấy ra ngoài. Dương Giang cầm lấy cái kia gian thương vạt áo nói, mặt lạnh nói. Người gian thương này đánh tráo người khác điện thoại di động sự tình sẽ không có bớt làm đi, trời mới biết ngươi hãm hại người khác bao nhiêu tiền, ta nói cho ngươi, ta có thể làm người bình thường cùng ngươi bình thường làm ăn, nhưng cũng có thể làm một cái so với ngươi còn ác gấp 10 lần kẻ ác, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận, sau đó ta sẽ thường thường đi ngang qua đây, nếu như gặp lại ngươi làm chuyện như vậy, lần kế tiếp ta thì không phải là đem điện thoại di động nhét vào. Trong đầu của ngươi, lớn, đại ca, sau đó ta không dám, không dám. gian thương này bị sợ hãi, rung lập cặp nói. Các ngươi này loại bởi vì kiếm tiền lương tâm đều là đen, chưa bắt được thái độ rất phách lối, còn kẻ trộm gọi bắt kẻ trộm, cáo ta bán kẻ trộm hàng, rơi xuống trong tay ta nói lời xin lỗi liền muốn xong. Đó không phải là lợi cho ngươi quá rồi sao, gạt người đánh đổi như thế thấp khó trách ngươi gian thương này khắp nơi, hôm nay để cho ngươi của đi thay người, căng căng trí nhớ, lần sau cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi. Dương gian nghiêm trọng cảnh cáo hắn một lần, sau đó liền rời đi. Đương nhiên, trong tay cũng nhiều mười vạn đồng tiền, mở ép khô, nhiều hơn nửa phỏng chừng cái kia gian thương cũng không lấy ra được dù sao đều vào internet vay tiền mặc dù mình thủ đoạn không tốt đẹp lắm thế nhưng không quan hệ kẻ ác mình làm là tốt rồi ngược lại chính mình đã trở thành bất nhân bất quỷ tồn tại không tìm được con quỷ kia cũng sống không được bao lâu trước khi chết kiếm được đầy đủ mẹ ta dưỡng lão tiền thủ đoạn đê hèn một chút cũng không đáng kể không phải vậy ta chết mẹ phải làm gì Thân thể nàng cũng không được khá lắm. Dương Giang Hạ thấp xuống đầu, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ. Đáng tiếc quốc nội không có treo giải thưởng sự kiện linh dị, bằng không mạo hiểm liều một phen kiếm lời mấy trăm vạn hơn 10 triệu đô la Mỹ cái gì đều tới. Hắn lung tung không có mục đích ở trên đường phố du lịch, tìm kiếm khả năng cơ hội kiếm tiền. Cuối cùng ở một chỗ cột điện trước ngừng lại. Trên cột dây điện dán vào các loại các dạng quảng cáo. Số tiền lớn cầu tử trọng thù 2 triệu. Ngô Gia Giai, ngươi tiện nhân kia, dám cho ta kẻ bị cắm sừng, lão tử muốn giết ngươi cả nhà. Không có chuyện gì, liền muốn dán cái quảng cáo. Nam nhân bất lực làm sao bây giờ? Dương Giang quay một vòng, đột nhiên nhìn thấy một trương bị xé bỏ một nửa quảng cáo đơn. Trên đó viết. Số tiền lớn cầu đại sư cách làm, trừ ta. Nếu như hữu hiệu trọng thưởng một triệu phía dưới là điện thoại liên lạc, còn có địa chỉ. Dương Giang do dự một chút. Có muốn thử một chút hay không? Có thể là tên lừa đảo, đương nhiên cũng có thể là thật sự một cái nào đó ông chủ gặp sự kiện linh dị, tìm kiếm đại sư giải quyết, nếu không treo giải thưởng không có khả năng như thế cao. Dù sao hơn một triệu A, à, nếu như thật có thể kiếm được lời, lưu cho mẹ ta dưỡng lão tiền đã tới rồi một nửa. Dương Giang suy nghĩ một chút quyết định trước tiên không gọi điện thoại trực tiếp đi qua nhìn, xác định một hồi chuyện này thì không phải thật. Nếu như là nghĩ vậy thì không lãng phí thời gian. Lúc này, hắn đánh xe rất nhanh hướng về kia quảng cáo trên viết địa chỉ tiến đến. Nào đó cái phồng hoa trên đường chính, phụ cận từng cái từng cái lâu bàn, tiểu khu, dòng người không ít, mà ở nói bên đường có một cái loại cỡ lớn mua sắm siêu thị. Địa chỉ đã nói chính là cái này thương trường. Dương Giang từ xe taxi trả tiền, đi xuống, hắn đánh giá này thương trường. Bên ngoài có cảnh sát thiết trí đường cảnh giới, vẫn không có dỡ bỏ, tự hồ gần nhất đã xảy ra cái gì vụ án, trong thương trường mặt cũng là lạnh tanh hết sức, một khách hàng đều không có, bên trong đèn đại bộ phận đều dập tắt, tự hồ đã nằm ở không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Dương Giang đi tới, nhìn thấy cửa bày ra hết mấy chỗ tuyển mộ nhân viên quảng cáo, cái gì tiền lương 6.000, bao ăn ngủ các loại từ nhìn bề ngoài xác thực giống là xảy ra chuyện gì giống như, bất quá chỉ là không biết có phải hay không là sự kiện linh dị. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào nhà này thương trường. Đi vào, dương gian sắc mặt liền hơi đổi. Mơ hồ có một luồng mùi thối bay tới, này mùi thối rất nhạt, như có như không, nhưng cũng đặc biệt đặc thù, bởi vì hắn mấy ngày trước ở trường học bên trong ngửi từng tới. Đây là Thi thể mục nát phía sau tảng mát ra xác thối ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích hướng về trong thương trường mặt nhìn lại ngoại trừ cửa địa phương này bật đèn ở ngoài những nơi khác bởi vì không tiếp tục kinh doanh nguyên nhân đèn cũng không có mở ra tối tăm một mảnh khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt không biết có phải là ảo giác hay không dương gian lờ mờ cảm giác được ở cái kia thương trường hắc ám nơi sâu xa có vật gì chính nhầm ngó trong bóng tối chính mình đạp 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 bất ngờ tiếng bước chân giòn giã ở phía trước hắt ám bên trong vang lên vang vọng ở trống rỗng trong siêu thị một cái bóng đen từ xa đến gần dần dần hướng về đây đi tới dương gian theo bản năng căng thẳng hô hấp tựa hồ đều ngừng lại rồi là vật gì quỷ sao gần rồi càng ngày càng gần hướng về chính mình trực tiếp đi tới không mang theo một chút do dự xin lỗi này mấy ngày thương trường chỉnh đốn không kinh doanh nếu như ngươi muốn mua đồ có thể đi phía trước cái kia siêu thị nhỏ. Từ hắc ám bên trong, một cái thân mặc đồng phục an ninh gầy gò thanh niên từ hắc ám bên trong đi tới. "Hả? Ngươi nhìn ta chầm chầm như vậy nhìn làm cái gì?" Thanh niên Bảo An nhìn Dương Giang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Dương Giang trầm mặt một chút nói, "Đại ca, ngươi vừa nãy đi làm gì?" "Đi về đúc xe đi tới, làm sao? Có vấn đề sao?" Thanh niên Bảo An hỏi tại sao đi về đúc C không bật đèn? Thanh niên bảo an nói. Tiền điện rất đắt, ông chủ không cho phép mở, nếu như ngươi không có chuyện gì liền đi nhanh lên đi, đây không kinh doanh, muốn là có người chạy vào ta sẽ hết sức phiền toái, lần trước có cái đứa nhỏ chạy vào, tìm nửa ngày làm cho ta suýt chút nữa mất việc. Dương Giang nói. Ta không phải tới mua đồ, ta là tới tìm các ngươi đây ông chủ. Ông chủ hôm nay không ở. Thanh niên bảo an nói. Đại khái lúc nào sẽ đến?" Dương Giang nói. "Ông chủ đi công tác, quá hai thiên tài hội trở về." Thanh niên bảo an nói. "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, không phải đến gây sự chứ?" Dương Giang suy nghĩ một chút nói, "Không, ta là tới nhận lời mời." Nhận lời mời. Thanh niên bảo an quan sát một chút Dương Giang nói. "Ngươi biết này thương trường đã xảy ra nhân khẩu mất tích án kiện sao?" có người ở trong thương trường mất tích đến bây giờ đều không có tìm được. Trước không biết, hiện tại biết rồi. Dương Giang nói. Ngươi đây còn dám tới nhận lời mời. Cao như vậy tiền lương tại sao không dám tới? Chỉ là mất tích mà thôi, cũng không phải là chuyện ma quái. Dương Giang nói. Thanh niên bảo an nói, cái kia đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lệ tỷ cái kia bên trong, nàng phụ trách công nhân tuyển mộ. Dương Giang đi theo. Ở thương trường một chỗ trong cửa hàng nhỏ, bốn, năm cái trung tâm thương mại công nhân ngồi ở trên ghế salon, có người xem tivi, có người chơi điện thoại di động, bọn họ không có việc gì, hiện ra đến phát chán. Lệ tỷ, có người đến nhận lời mời. Thanh niên bảo an nói. Một người mặc đồng phục làm việc trung niên nữ tử ngẩng đầu lên, nàng đứng lên cười nói. Thương trường qua một thời gian ngắn khai trương, hiện tại vừa vặn thiếu người hiện nay nhân sự khối này phóng tương đối nới lỏng đối với bằng cấp kinh nghiệm làm việc cái gì đều không yêu cầu tiền lương là một tháng sáu ngàn bao ăn ngủ bất quá thời gian làm việc hơi dài nếu như không vấn đề gì ngươi đại khái lúc nào có thể lên lớp dương giang suy nghĩ một chút nói hôm nay là được rồi thời gian thử việc là ba ngày cương vị có yêu cầu gì chúng ta đầy trước sân khấu chọn mua thu ngân bảo an đều thiếu người lệ tỷ lại nói một chút yêu cầu, còn phải làm việc thời gian. Dương Giang không hề thật lòng nghe, hắn túy ông chi ý bất tại tửu, hắn tới đây bên trong không phải là vì công tác, mà là chạm lão bản của nơi này, kiếm lời một bút phí dụng. Ta không công việc gì kinh nghiệm, vẫn là nhận lời mời bảo an đi, đúng rồi, ta trước ở bên ngoài thấy có người dán truyền đơn, mặt trên nói ông chủ mời cái gì đại sư, đạo sĩ tới đây bên trong trừ tà, làm pháp sự, có phải là có chuyện như thế? Lệ tỷ thu lại mặt cười, nói, là có chuyện như thế, bất quá không quan hệ với các ngươi, ngươi là mới tới công nhân, trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, mọi người nhận thức một chút. Nàng tự hồ cố ý tránh được cái đề tài này. Dương Giang cảm thấy cái này trung tâm thương mại thật là tồn tại vấn đề gì? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Giả người mẫu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Quynh đài, này hai ngày đang bận rộn gì đây có phải là đem ta quên làm sao cũng không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta ta thật nhàm chán a à, đi ngươi nhà ngồi một chút buổi tối mời ngươi đi đại bảo kiếm trong siêu thị dương giang nhận được trương vĩ một cú điện thoại tốt nhất đừng đi nhà ta cha ta khả năng ở bên kia tối ngày hôm qua ta gặp hắn suýt chút nữa đem ta giết chết hiện tại ta ở bên ngoài làm công đây Dương Giang ở trong phòng thay quần áo một bên đổi lại đồng phục an ninh một bên nói. Trước đây không phải nghe ngươi nói cha ngươi qua đời sao? Trương Vĩ nghi hoặc nói. Dương Giang nói, là qua đời, vì lẽ đó ta mới tìm phần bao ăn bao ở công tác, không dám ở nhà vẫn chờ. Ta dựa vào, nguyên lai like ngươi nhà chuyện ma quái đây. Trương Vĩ sợ hết hồn. Là chuyện ma quái, bất quá đồ chơi kia không có tiền vạn hào gia gia đáng sợ, có thể miễn cưỡng đối phó. Dương Giang nói, "Làm sao, tìm ta có việc?" "Không có chuyện gì, chính là chỗ này hai ngày ở nhà buồn rầu đến hoảng sợ, muốn tìm ngươi ngồi một chút." Trương Vĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn chuyện tốt trước tiên gọi một cú điện thoại, "Đúng rồi, ngươi làm việc ở đâu đây?" "Một cái thương trường." Dương Giang nói. Trương Vĩ nói, "Thiếu người không, ta đi một cái." ngược lại cũng tạm nghỉ học ở nhà không chuyện làm tốt nhất không nên chỗ này khả năng cũng chuyện ma quái ta vừa tiến đến liền ngửi thấy một luồng xác thối nghe nói có người ở đây thương trường mất tích cảnh sát đều lập đường cảnh giới bất quá vụ án vẫn không có phá phỏng chừng mất tích ở trung tâm thương mại người đã trải qua rửa nát nhưng là là không tìm được thi thể dương giang nói ngươi liền không thể tìm một bình thường một chút địa phương công tác sao nếu như thật không có chỗ ở có thể ở nhà ta a à, nhà ta dường lại lớn vừa ấm còn bao ăn trương vĩ nói dương giang nói gần nhất vương sang sang có chút không bình thường lão nói có đồ vật theo nàng khả năng bị cái kia chỉ trong trường học quỷ anh theo dõi cha hắn hôm nay gọi điện thoại tới cho ta gần nhất ngươi chính mình cũng cẩn trọng một chút ta không thể xác định cái kia quỷ anh có phải là sẽ nhìn chằm chằm những người khác ngươi có rảnh rỗi ở bầy bên trong thông báo một chút huynh đệ đừng nói nữa ta hôm nay vừa mua một máy vi tính tới nhà của ta ăn chung gà a à, liền để cho chúng ta như vậy chán chường trạch cả đời trước đi có hoạt hình cùng trò chơi là đủ rồi còn công tác cái gì kình lực quá mức ta nuôi dưỡng ngươi trương vĩ khóc không ra nước mắt nói thế giới này làm sao vậy làm sao đâu đâu cũng có đồ chơi kia xem ra chỉ có vững vàng ông chặt bạn gây tốt bắp đùi cái kia không được ta còn có việc muốn làm tốt rồi cứ như vậy nói chung ngươi cẩn trọng một chút đi. Dương Giang cúp điện thoại. Hắn đổi xong đồng phục an ninh đi ra phòng thay quần áo. Ngươi làm sao chậm như vậy? Một cái khác thanh niên ở bên ngoài nói, hắn gọi Lưu Cường, là năm nay đại học tốt nghiệp sinh, cũng là gần nhất mới này thương trường công tác. Theo quy định, hiện nay chúng ta một ngày phải tuần tra toàn bộ thương trường 5 lần, buổi sáng một lần, buổi trưa một lần, buổi chiều một lần, chiều một lần muộn hai lần trước, Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng ta sớm một chút bắt đầu. Lưu Cường nói. Dương Giang đi theo hắn nói. Toàn bộ thương trường liền hai chúng ta bảo an. Đúng vậy, liền hai chúng ta, trước vốn là có một cái, sau đó cũng mất tích, phía sau liền vẫn chiêu không tới người, liền do ta thay ca. Lưu Cường nói. Dương Giang nói. Mất tích. Này thương trường mất tích vụ án như thế nhiều lần, ngươi làm sao không từ chức? còn dám ở chỗ này làm. Ta là vùng khác, vừa tốt nghiệp tìm một phần bao ăn bao ở, tiền lương còn được đích công tác không dễ dàng, trước hết làm đi, ngươi là học sinh cấp 3. Bây giờ không phải là còn đang đi học sao, lập tức cũng cao hơn thi. Lưu Cường hỏi. Tạm nghỉ học ở nhà, phỏng chừng không sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học. Dương Giang nói. Lưu Cường cũng không có hỏi nữa, mà là nói nói như vậy ta là từ tầng thứ năm hướng xuống dưới tuần tra ở dưới đáy đổ xe trường chuyển xong một vòng phía sau nhiệm vụ liền hoàn thành thương trường bị cúp điện thang máy không thể hoạt động chúng ta chỉ có thể đi lên ngươi làm việc ở đây lâu như vậy liền không có cảm thấy cái này thương trường có cái gì không đúng sao dương Giang mở ra đèn pin cầm tay chiếu sáng xung quanh sau đó nói không đúng lưu cường sửng sốt một chút không cái gì không đúng a à nói thí dụ như ngươi ở trong thương trường có hay không ngửi đến một ít kỳ quái mùi thối." Dương Giang nói. "Tình cờ có ngửi từng tới, hẳn là trong tủ lạnh một ít đông lạnh thực phẩm hỏng rồi đi, kinh doanh trước nhất định sẽ dọn dẹp sạch." Lưu Cường nói. "Dương Giang nói, ý tứ của ta đó là, ngươi có không có cảm thấy cái này thương trường tồn tại chuyện ma quái khả năng?" "Chuyện ma quái?" Lưu Cường lúc này nở nụ cười, "Ngươi cũng là học sinh cấp 3." làm sao cũng tin cái này thật náo quỷ ta ở đây tuần tra nhiều như vậy ngày làm sao một hồi đều không có đụng tới đến lúc đó ông chủ tin cái này đi tìm cái gì đại sư hồi trước còn lại tới nửa một cái đại sư bất quá cũng không có hiệu quả gì ông chủ cảm thấy người đại sư kia công lực không được lại chạy đi ở ngoài mời một cái rất nổi danh đại sư nếu như không phải chuyện ma quái cái kia người mất tích lại giải thích thế nào người ở thương trường mất tích thương trường lại lớn như vậy tìm cũng không tìm tới, lúc đó đi đâu? Dương Giang nói. Cũng không nhất định thực sự là ở thương trường mất tích, chỉ là cảnh sát bên kia điều tra người mất tích một lần cuối cùng quay video là đang trong thương trường mặt, có lẽ là có người bắt cóc, cướp đoạt các loại, bất quá thương trường không tiếp tục kinh doanh phía sau mất tích vụ án liền hầu như rất ít phát sinh nữa. Lưu Cường nói. Chờ chút. Đột nhiên, Dương Giang biến sắc mặt, dừng bước. Huynh đệ, làm sao vậy? Dương Giang chỉ vào phía trước nói. Ngươi không phải nói toàn bộ thương trường liền hai người chúng ta tuần tra sao? Đó là cái gì? Một bóng người, một cái đứng ở hắc ám bên trong không nhúc nhích bóng người, như là đầu gỗ giống như, đứng ở đó. Lưu Cường nắm đèn pin cầm tay chiếu một cái, nhưng là một cái giả người mẫu. Một cái giả người mẫu mà thôi, ngạc nhiên. Nói hắn đi tới, đem điều này người mẫu bế lên, bỏ vào bên cạnh một nhà trong cửa hàng. Đèn như mực kia trong cửa hàng mặt bày ra mười mấy người thân thể người mẫu, chúng nó đều cục tay thiếu chân, không có một bộ là hoàng mỹ, trưng bày cũng tương đương ngổn ngang, hiển nhiên rất lâu không có ai đến xử lý. Không sao rồi, đi thôi, tầng dưới tuần tra." Lưu Cường nói. Dương Giang hỏi: "Cái kia giả người mẫu làm sao biết bày ở giữa đường, người trước đây tuần tra thời điểm không nhìn thấy?" Buổi trưa ta tuần tra thời điểm không nhìn thấy, vừa nãy cũng là lần đầu tiên nhìn đến, có lẽ là lợi tỷ các nàng nắm người mẫu thử y phục đi, cũng không là lần đầu tiên. Lưu Cường nói, là như vậy. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn vừa nãy ở lầu trên ngửi được xác thối vị tự hồ nồng nặc hơn một ít. Liền ở hai người bọn họ lúc trời đi. Cái kia trước tuần tra qua cửa hàng cửa. Hắc ám bên trong một bộ giả người mẫu lại đứng ở cái kia bên trong, không nhúc nhích, đầu tựa hồ hướng Dương Giang cùng Lưu Cường biến mất phương hướng. Dương Giang cùng Lưu Cường ở trong thương trường sau khi vòng vô một vòng, xác thực là vật gì đều không có phát sinh. Có lẽ là hắn đã đoán sai, đây chỉ là tầm thường án hình sự, cũng không có liên lụy đến sự kiện linh dị. Này thương trường ông chủ một triệu không dễ kiếm a. À. Dương Giang trầm ngâm, hắn cảm thấy trước tiên ở đây chờ ba ngày thời gian thử việc đi thực sự không thu hoạch liền từ chức tốt rồi, cũng không thể vẫn ở đây lãng phí thời gian. Liền ở hắn tuần tra sau khi xong về phòng an ninh lúc nghỉ ngơi, hắn vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Là vạn sang sang phụ thân vương bân đánh tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Quỷ Anh ngăn cửa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vương Bân lúc ban ngày gọi điện thoại tới cho Dương Giang thế nhưng bị hắn mở miệng chào giá 500 ngàn dẫn đến. Một học sinh trung học, lông đều không có dài đủ, lại dám như vậy sư tử lớn mở miệng chào giá như thế cao, nếu như không phải con gái sang sang vẫn nhắc đi nhắc lại muốn đi tìm cái này dương gian, hắn căn bản là sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Vẫn là mới trưởng thành học sinh biết cái gì? Coi như là thật chuyện ma quái, hắn hiểu bắt quỷ sao? Bởi vì nữ nhi sự tình, vương bân đây hai ngày hết sức phiền muộn, hắn hướng về công ty bên trong xin nghỉ mấy ngày, ngồi ở trong nhà bồi tiếp con gái. Nữ nhi trạng thái càng ngày càng không xong, bác sĩ nói sang sang thân thể hết sức bình thường, cũng không có gì bệnh, chỉ là thần kinh có chút suy nhược, bị kinh hãi. người thuyết minh ngày có muốn hay không mang sang sang đi khoa tâm thần nhìn. Mẫu thân của vương sang sang, vương hải yến vẻ mặt buồn thiêu nói. Vương bân nói, cũng chỉ có thể như vậy, cái kia dương gian hơi quá đáng, mở miệng liền muốn kiếm lời 500 ngàn hảo sự phí, con gái tại sao biết một cái như vậy không biết xấu hổ người. Sau đó thiếu để sang sang cùng hắn liên hệ. Ta lần thứ nhất nhìn đến cái kia gọi dương gian tiểu tử thời điểm liền cảm thấy hắn không là người tốt, liền 200 khối đều phải, một chút tôn nghiêm cốt khí đều không có. Vương Hải Yến cũng một mặt ghét bỏ nói. Ngay tại lúc hai người ngồi ở phòng khách lúc nói chuyện. Đột nhiên. Vương sang sang gian phòng cửa phòng đột nhiên trầm một tiếng đóng lại, dư quan công lên, tự hồ có vật gì chạy vào trong phòng. Vương bân lúc này sắc mặt chợt biến, vội vàng liền đứng lên. Vương Hải Yến cũng hiện ra vẻ khiếp sợ nói. Lão công, vừa nãy ngươi có nhìn thấy hay không? Thật giống có một đứa bé chạy vào sang sang trong phòng. Đừng làm loạn nói bậy, mình hù dọa mình. Vương bân sắc mặt cũng không bình thường bởi vì hắn cũng rất giống nhìn thấy một đứa bé chạy vào sang sang gian phòng. Đứa trẻ kia không có mặc quần áo, màu da trình hiện màu xanh đen. Như là tử anh màu sắc. Nhưng từ đầu đến cuối, trong nhà cửa lớn đều là đóng lại, hơn nữa còn là tầng 16, căn bản tự không khả năng có đứa nhỏ có thể chạy vào. À! Sau một khắc, gian phòng bên trong truyền đến vương sang sang tiếng thét chói tai. Vương bân vội vàng chạy tới, mở ra cửa lớn đã thấy gian phòng một mảnh đen nhánh. Đèn không biết lúc nào nhốt. Muốn biết con gái sang sang những này ngày ngủ nhưng là từ không tắt đèn. Vương Bân vội vàng sờ sờ công tắc, muốn đem đèn mở ra, nhưng là hắn nhưng mò tới một con tay nhỏ, này tay nhỏ da dẻ hết sức mềm, như là đứa trẻ da thịt, nhưng cũng lạnh lẽo một mảnh, không có một chút xíu nhiệt độ, như một bộ thi thể. Món đồ gì? Hắn giật mình trong lòng, mảnh mà lấy tay thu lại rồi vào lúc này vương sang sang sợ hãi đến đụng vỡ vương bân một mặt trắng xám cả người run rẩy từ gian phòng bên trong chạy ra con gái ngươi thế nào rồi đã xảy ra chuyện gì vương hải yến ông lấy vương sang sang quan tâm hỏi vương sang sang bị sợ hãi trốn ở mẫu thân trong lòng run lẩy bẩy vương bân giờ khắc này lấy dũng khí lần thứ hai mở đèn lần này hắn cũng không có đụng tới cái kia chỉ lạnh như băng tay nhỏ ánh đèn rọi sáng bên dưới bên trong căn phòng không có một bóng người. Nào có cái gì đứa nhỏ? Có thể sau một khắc, hắn con mắt co rụt lại. Ở trong phòng trên mặt đất, xuất hiện từng cái từng cái bẩn thiểu đứa nhỏ giấu chân, giấu chân sốc xếp che kín bên giường, thậm chí là trên tường, trên trần nhà. Vương bân thời khắc này, nội tâm thủ vững hoàn toàn sụp đổ. Bàn tay hắn có chút trung rẩy, vội vàng cầm lên điện thoại di động bấm cái kia dương gian điện thoại. Cái kia Dương Giang nói không sai. Nhà mình rất có thể thật sự nháo quỷ. Hải Yến, trước tiên mang con gái rời đi nơi này, chúng ta đi ra ngoài ở mấy ngày khách sạn, trong nhà có một chút không an toàn. Một bên gọi điện thoại, Vương Bân một bên mở miệng nói. "Tốt, tốt, ta này liền thu thập một chút đồ vật." Vương Hải Yến nói, nàng cũng cảm giác trong nhà tự hồ thật sự có vật gì. Giờ khắc này điện thoại nối. "Này là Dương Giang sao? Vương Bân nói. Đang phòng an ninh nghỉ ngơi Dương Giang tiếp thông điện thoại của hắn. Vương thúc thúc, có việc gì thế? Ngươi bây giờ ở đâu? Có thể hay không mau mau tới chỗ của ta một chuyến, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút chuyện lúc trước, giá tiền phương diện có thể thương lượng. Vương Bân vội vàng nói. Ta đang đi làm đây, chờ một lát còn phải làm việc, nếu như không là chuyện gì khẩn cấp lợi ta nghĩ chúng ta có thể ở trong điện thoại đàm luận." Dương Giang nói. Vương Bân nói: "Ta hiện tại phải ra ngoài, ngươi làm việc ở đâu? Ta đi tìm ngươi." Hắn đã cảm giác trong nhà rất không ổn, có nhất định muốn đích thân tìm cái này Dương Giang nói một chút. Đến một trường nam nhân cùng nam nhân tranh tài. Phúc thương nhân có lòng nhân từ trường. Dương Giang nói: chúng ta này liền đi qua. Vương Bân nói xong, vừa xỏ giày chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, tuy nhiên lại giật giật chốt cửa nhưng phát hiện cửa lớn dĩ nhiên đẩy không mở. Hắn dùng dùng sức, cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Lão công, làm sao vậy? Không đi sao? Vương Hải Yến nói. Mở ra thật giống hỏng rồi, đánh không mở. Vương Bân nói. Vương Hải Yến nói. Có phải là bị món đồ gì thể chủ? ta nhìn nhìn. Vương Bân quay về mèo mắt thấy một hồi ngoài cửa. Một đứa bé, một cái cả người màu xanh đen không có mặc quần áo đứa nhỏ đứng ở ngoài cửa, đưa tay đẩy cửa, tiểu hài này một đôi mắt không có con ngươi, một mảnh đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía mắt mèo phương hướng, đen nhánh kia mắt bên trong mang theo một loại thiên chân, còn có một loại quỷ dị tà tính. Vương Bân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Này, Vương Thúc Thúc, nói chuyện a, à, nếu như không có chuyện gì lời điện thoại ta liền ngõm rồi. Dương Giang bên kia nói. Không, không muốn, không muốn cúp điện thoại. Vương Bân đầu tiên là nắm được một cái phao cứu mạng giống như nắm lấy điện thoại di động nói, cái kia, đứa trẻ kia đứng ở nhà ta ngoài cửa lớn, ta không xảy ra cửa, người có thể tới hay không cứu lấy chúng ta, tiền cái gì đều dễ thương lượng. Giờ khắc này Dương Giang ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt phá lệ ngưng trọng cái kia quỷ anh ở vương sang sang gia tộc ở ngoài. Ta tận lực chạy tới, ngươi bên kia cẩn trọng một chút, tận lực rời xa đồ chơi kia. Dương Giang để điện thoại xuống liền lập tức lên đường. Này, Dương Giang ngươi đi đâu? Dương Giang nói. Ta có chút việc gấp đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại đến. Liền ở hắn lên đường khi xuất phát. Cúc điện thoại vương bân bên kia nhưng hoảng sợ nhìn thấy, cửa lấy tay chậm rãi chuyển động tự hồ phía ngoài vật kia đang muốn mở ra cửa lớn đi vào. Vương Bân trong cơn kinh hoảng sinh ra mấy phần nhanh trí, hắn không lo được sợ sệt vội vàng chạy tới, đem cửa lớn tay vịn, sau đó khóa kín, nên trên bảo hiểm một đạo không lọt, đưa hết cho đánh tới đi. Vật kia sắp tới, nó muốn tiến vào, Dương Giang, Dương Giang đây. Ta muốn Dương Giang. Vương Sang Sang giờ khắc này hoảng sợ vô cùng gọi nói, có loại tinh thần hỏng mất dáng vẻ. Vương Bân lui trở về, cũng là sợ hãi không thôi, hắn nhìn một chút đã không có động tĩnh cửa lớn, trong lòng cũng không có thở một hơi, trái lại càng phát khẩn trương. Lão công, bên ngoài tình huống thế nào? Vương Hải Yến còn không quá hiểu tình huống. Đừng hỏi nhiều, đi, trở về phòng. Vương Bân cảm giác cửa chính đã không đi ra ngoài được, hắn mang theo lão bà cùng con gái về tới phòng ngủ chính. Đem hết thảy có thể mở đèn đều mở ra, sau đó đóng cửa phòng hắn nhìn chồng chọc vào cửa phòng tốt rồi một hồi lâu, gặp được ngoài cửa phòng tựa hồ không có động tĩnh gì, trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà, sau một khắc, Vương Bân đột nhiên nghe thấy được bên ngoài phòng khách truyền ra cửa lớn mở ra âm thanh. Không thể. Hắn trong lòng triệt để hốt hoảng. Cửa lớn rõ ràng lên như vậy nhiều bảo hiểm, chính là có chìa khóa cũng đánh không mở, như thế nào có thể có dạng dễ dàng mở ra trước từ mắt mèo bên trong thấy đứa trẻ kia, hay là thật đúng là... Quỷ! Làm sao bây giờ, đến cùng làm sao bây giờ? Vương Bân hoảng sợ suy tính biện pháp. Hắn nhìn một chút cửa sổ. Nơi này là tầng 16, căn bản tự không khả năng từ cửa sổ miệng chạy đi, lật tới sát vách đi nguy hiểm cũng rất lớn, không cẩn thận rơi đi xuống cũng là chết chắc. Lẽ nào cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Xiết xe đạp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vương bân một nhà ba miệng trốn ở trong nhà rung lẫy bẫy. Mà Dương Giang nhưng là đang ngồi xe taxi hướng về Vương sang sang trong nhà chạy đi. Tài xế đại ca ngươi có thể hay không mở nhanh một chút, ta không có thời gian a. À. Hắn có chút nóng nảy nói. Bằng hữu, trong thành phố giới hạn nhanh ngươi không biết sao, đâu đâu cũng có giới hạn nhanh đầu camera, siêu tốc là muốn giữ phân phạt tiền. Tài xế xe taxi nói nói. Ta đây đã là tốc độ nhanh nhất, còn muốn nhanh ngươi cũng chỉ có thể đi máy bay. Vấn đề là ngươi tốc độ như thế này ta cảm thấy cho ta chạy bộ đều có thể vượt qua. Dương Giang nói. Tài xế nói. Bằng hữu, ta này 20 năm nghề lái lão tài xế, lái xe vẫn như Thái Sơn, ngươi liền kiên trì một chút đi, Ngươi nhìn trên đường có chiếc xe đó tốc độ xe sẽ nhanh hơn ta. Dương Giang nhìn xe này nhanh, phỏng chừng làm hắn chạy đi vương sang sang nhà thời điểm hắn đã có thể cho cả nhà bọn họ ba miệng nhặt xác. Muốn cứu người, căn bản tựu không khả năng. Ba cái mạng người, còn có 500 trăm ngàn a. Dương Giang sờ sờ mu bàn tay, cảm nhận được da dưới thịt cái kia ngủ say con mắt rơi vào do dự ở giữa vận dụng quỷ vực hắn hoàn toàn có thể ở đoạn thời gian bên trong chạy tới vương sang sang nhà. Thế nhưng đánh đổi chính là lãng phí một lần sử dụng ác quỷ sức mạnh. Mà ác quỷ sức mạnh sử dụng so với ăn độc dược còn mạnh hơn, trước thời điểm ở trường học nuốt vào một con mắt cưỡng ép kích thích ác quỷ thức tỉnh sử dụng quỷ vực, phía sau về đến nhà cả người đều suýt chút nữa bại liệt đến rồi trên giường, còn tốt hắn chiếm được một tấm giấy đỏ che ở một con quỷ nhãn mới miễn cưỡng áp chế con mắt này sao động. Dương Giang không thể xác định này giấy đỏ còn có thể áp chế bên trong thân thể này con quỷ bao lâu thời gian. Suy tư do dự một chút phía sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, hạ quyết tâm. Tài xế đại ca, ngươi xe này nhanh thật sự là để ta sốt ruột, làm phiền ngươi có thể hướng về bên cạnh lái phụ nhường một chút sau, không ngại để ta tới lái xe chứ. Dương Giang chụp chụp tài xế bả vai. Ngươi tới mở. Tài xế đại ca cười lạnh một tiếng, Ngươi là xem thường ta còn là xem thường xe của ta. Ta lái xe 20 năm, vượt qua vô số, ở trong mắt ta liền không có ta không thể cực kỳ xe. Ngươi có loại thêm tiền, thêm 1 ngàn đồng tiền ta trong vòng 10 phút đem ngươi đưa đến, thêm 5 ngàn ta vượt đèn đỏ 5 phút đồng hồ là có thể chạy tới. 5 phút đồng hồ. Quá chậm, cho ta mở lời ta một phút là đủ rồi. Dương Giang nói. Ngươi trẻ tuổi, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn, Ngươi muốn là một phút có thể lái đến tiểu khu đó cửa ta không thu ngươi tiền. Tài xế đại ca một mặt không tin nói. Đại xương thành phố ta xoay chuyển mấy chục năm ta sẽ không biết con đường kia phải bao lâu. Dương Giang cũng không nói thêm nữa, hắn y ăn vào da thịt một trận xé rách nhảy nhảy, từng chiếc một con mắt xông ra. Hồng quang bao phủ toàn thân của hắn. Sau đó xa hơn bên ngoài lan tràn đi qua, rất nhanh bao trùng chiếc xe taxi này đây chính là tài xế đại ca ngươi nói, một phút lái đến tiểu khu không thu ta tiền. Dương Giang bình tĩnh nói nói. Đương nhiên. Tài xế đại ca lời vừa mới rơi. Đột nhiên hắn sửng sốt một chút, phát hiện mình không biết lúc nào ngồi ở lái phụ trên, dưới chân theo bản năng một phanh xe, nhưng không có gì cả đạp phải. Mà ở trên chỗ tài xế ngồi Dương Giang lại đột nhiên ngồi ở cái kia bên trong. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi là thế nào ngồi lại đây? tài xế đại ca sợ hết hồn, còn tưởng rằng gặp quỷ. Dương Giang không có nhiều lời, chỉ là đỡ phương hướng đạp mạnh cần ga. Hô! Tốc độ xe trong nháy mắt bão tác, một loại mãnh liệt đẩy lưng cảm giác từ phía sau truyền đến, tốc độ xe một hồi từ 40, ào tới 80, lại tới 100. 110, mẹ a, à, nhanh phanh xe, phanh xe, muốn đụng phải, phía trước là một chiếc xe thể thao, đụng vào không đền nổi, mau đánh tay lái tài xế đại ca sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch không nghĩ tới tiểu tử này bắt đầu liền mạnh như vậy thỏa thỏa chính là người mới tài xế đem bộ ly hợp làm phanh xe đạp dương gian sắc mặt như thường không hề bị lay động không cần sợ trực tiếp đi xuyên qua đi xuyên qua ngươi là đi xuyên qua còn là vượt qua đi a à. còn không chờ bên cạnh tài xế đại ca phản ứng lại chiếc xe taxi này nhưng gào thét một tiếng đuổi kịp phía trước một chiếc xe thể thao cái mông sau đó sẽ tăng tốc độ cả chiếc xe giống như là một tàn ảnh giống như trực tiếp xuyên qua phía trước chiếc xe thể thao kia thân xe cứu mạng a tài xế đại ca cho rằng muốn xảy ra tai nạn xe cộ sợ hãi đến nhắm hai mắt lại lớn tiếng rít gào nắm chặt đai an toàn phía trước lái xe thể thao một cái con nhà giàu còn chưa phản ứng kịp đã nhìn thấy một chiếc xe taxi ầm um một tiếng chạy tới chính mình phía trước, văng chính mình xe yêu một xe khí thải. Ta dựa vào, một chiếc xe taxi mở nhanh như vậy, đuổi đi đầu thai A, còn dám siêu lão tử xe, ta 10 triệu siêu tốc độ chạy tôn nghiêm còn cần hay không? Con nhà giàu bỏ lại điện thoại trong tay, một nhóm chặn, trực tiếp một chân chân ga đạp lên. Âm um, âm um, âm. Um. Xe thể thao sóng khí thanh nổ mở. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đuổi theo. Dương Giang hiện tại mở xe taxi đã không thể xem như là xe taxi, hắn đem quỷ vực trùm lên trên xe taxi, vặn vẹo khu vực này hiện thực. Chiếc xe này đã coi như là một chiếc xe quỷ, mà hắn chính là trong xe quỷ. Nhưng trước bị kích thích đến chính là cái kia con nhà giàu lái một chiếc siêu tốc độ chạy nhưng đuổi theo. Tích tích. Siêu tốc độ chạy ấn xuống một cái còi. Dương Giang chuyển đầu liếc mắt nhìn. Con nhà giàu quay cửa xe xuống, dựng lên một ngón giữa. Dương Giang nhìn hắn, đem hai cái tay duỗi ra ngoài cửa sổ dựng lên hai ngón tay giữa đáp lễ. Mẹ kiếp, lớn lối như vậy. Con nhà giàu bị chọc giận, cũng thả mở tay lái, dựng lên hai ngón tay. Dương Giang mặt không thay đổi nhìn hắn tiếp tục giơ ngón tay giữa lên, con đường phía trước không thèm nhìn. Có khí phách con nhà giàu liếc mắt nhìn phía trước đúng lúc là một cái đèn xanh phía trước không cái gì xe cắn răng một cái tương tự dựng thẳng lên hai ngón tay giữa đấu đến a à, ai sợ ai a à. nói xong rồi trước tiên lấy tay buông xuống là dừng bút hai người bốn mắt tương đối ngón giữa đối mặt lẫn nhau một câu nói đều không nói ba giây con nhà giàu cả người căng thẳng lên bất cứ lúc nào chuẩn bị phanh xe bốn giây con nhà giàu toát mồ hôi lạnh. 5 giây. Con nhà giàu len lén liếc mắt một cái trước, hãm lại tốc độ. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Giang đều nhìn hắn chầm chầm, hai ngón tay giữa vẫn không nhúc nhích, chỉ là dưới chân đem chân ga đạp phải đấy, không có một chút nào chậm lại ý tứ, cho tới con đường phía trước, tự nhiên có thứ hai song mắt nhìn. 6 giây, Dương Giang đột nhiên di chuyển, ngón tay hắn chỉ chỉ cái này con nhà giàu, vừa chỉ chỉ phía trước. Vải. Con nhà giàu liếc mắt nhìn, đã thấy phía trước một chiếc xe tải nhỏ, tiết cúp trúc, cái mông sáng lên đèn đỏ, sợ hãi đến vội vàng phanh xe giảm tốc độ, sau đó đánh tay lái. Thắng gấp thanh âm vang vọng ở toàn bộ lối đi bộ. Này siêu tốc độ chạy ở trên ngựa xoay chuyển đầy đủ hai vòng, cuối cùng đụng vào một bên dải cây xanh trên mới dừng lại. Tiên sư nó, này người điên lái xe liều mạng. Con nhà giàu chưa tỉnh hồn đi xuống xe. Hắn liếc mắt nhìn, con mắt đột nhiên co rụt lại. Đã thấy chiếc kia liều lĩnh hồng quang nhàn nhạt xe taxi càng xông qua trước mặt một cái đèn đỏ, không biết dùng phương pháp gì vượt qua phía trước bảy, tám chiếc xe, cuối cùng biến mất ở đường cái tận đầu. Xe này nhanh có ít nhất 180 đi. Không, đây không phải là người điên, là một cao thủ. Con nhà giàu đốt điếu thuốc sâu sắc hút một khẩu, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Thả mở tay lái, không nhìn phía trước, đạp trần ga bảo tác, nhìn không chỉ là siết xe đạp, trọng yếu nhất vẫn là dũng khí cùng can đảm. Hắn chưa từng gặp ánh mắt bình tĩnh như vậy người. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Phụ thân nói không sai, nguyên lai trên thế giới thật tồn tại này loại người. Một phen siết xe đạp tranh tài, con nhà giàu bắt đầu đối với Dương Giang sinh ra ngưỡng mộ tình, nếu như lần sau gặp nhất định phải thỉnh giáo, thỉnh giáo hắn. Người kia ta không quen biết hắn hắn cố gắng tại sao muốn hướng về ta dựng thẳng ngón giữa. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, cứu người thêm kiếm tiền quan trọng. Dương Giang đỡ tay lái, nhăn lại đầu lông mày. Có câu nói là hai điểm trong đó thẳng tắp ngắn nhất. Hắn một đường xuyên qua xe cộ, xuyên qua dải cây xanh, xuyên qua phòng ốc, cuối cùng ở trong vòng một phút chạy tới tiểu khu cửa. Xe dừng lại. Trên xe tài xế đại ca liền liền lăn một vòng chạy xuống xe, sau đó oa một tiếng, ngay ở bên cạnh ói ra. Mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Miệng bên trong nhắc đi nhắc lại, cái gì người này càng khủng bố như vậy, ta 20 năm xiết xe đạp càng không chịu được như thế một đòn, đợi một thời gian nhất định phải bay lên ngày cùng mặt trời vai sóng vai các loại. Nhưng mà dương gian xuống xe phía sau, thân thể lại như củ liều lĩnh nhàn nhạt hồng quang, hắn nhìn tài xế này đại ca một chút. Trước xuyên qua hết thảy quỷ dị cảnh tượng hắn cũng không có để tài xế này nhìn đến, ở tài xế này mắc bên trong hắn chẳng qua là bình thường đua xe mà thôi để người sản sinh ảo giác là quỷ khu vực năng lực cơ bản nhất bất quá quỷ vực mở ra phía sau sử dụng cực hạn là 5 phút đồng hồ sau 5 phút bên trong thân thể con quỷ kia cũng sẽ bị kích thích thức tỉnh một phân vì lẽ đó như là đã dùng quỷ vực vậy thì không thể lãng phí cơ hội dương gian giờ khắc này đánh vương bân điện thoại này vương thúc thúc sao ngươi nhà ở đâu tòa cái nào tần? Ta liền tới đây. Hy vọng người còn chưa có chết, nếu như người đã chết, hắn cũng chỉ có thể báo động nhặt xác. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Trưởng thành bên trong Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Từ vương bân để điện thoại xuống đến bây giờ, hắn cảm giác sống một ngày bằng một năm. Bởi vì hắn nghe được chính mình cửa lớn mở ra âm thanh, cũng lờ mờ cảm thấy tựa hồ có vật gì từ ngoài cửa lớn đi vào phòng khách bởi vì trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến một ít vật trang trí bị kích thích thanh âm như là bên ngoài có một cái hài tử nghịch ngợm đang tò mò chơi đùa nhưng mỗi một thanh âm truyền đến đều để vương bân trong lòng đột nhiên nhảy một cái nghĩ đến phía trước đứa trẻ kia liền ở trong phòng khách chỉ có cách nhau một bức tường hắn liền cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi hắn không dám đánh mở cửa thậm chí cũng không dám tới gần cửa phòng. Chỉ lo sau một khắc đứa trẻ kia liền xuất hiện ở ngoài cửa. Nhưng mà bị động chờ đợi có một số việc tóm lại là muốn đối mặt. Theo bên ngoài phòng khách động tĩnh dừng lại, tự hồ là đứa trẻ kia đối với trong phòng khách một ít món đồ chơi một dạng vật trang trí chán ngán, sau đó tiếng bước chân rất nhỏ dần dần truyền đến, cuối cùng xuất hiện ở ngoài cửa phòng nghe sông hạ xuống. Nó đến rồi, nó liền muốn tiến vào, cha, mẹ. Các ngươi đi mau, nó là tới tìm ta, ta có thể cảm giác được, các ngươi đi mau. Vương Sang Sang giờ khắc này tâm tình thay đổi kích động, nàng tự hồ có thể cảm ứng được cái kia quỷ anh xuất hiện. "Con gái, ngươi nói cái gì ngốc lời đây, mẹ làm sao sẽ bỏ lại ngươi một cái người mặc kệ?" Vương Hải Yến lau nước mắt nói, "Lão công, bên ngoài đến cùng có vật gì? Quá mức chúng ta cùng nó liều mạng." Bị vừa nhắc cái này, Vương Bân cũng tỉnh táo lại đến rồi hắn ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, tìm tìm, cuối cùng đem giá áo chuyển lên, làm xong vật lộn chuẩn bị, chỉ chờ đứa bé kia chạy vào, chính mình một trận đập loạn, đem vật kia đập cái biến thành tro bụi. Không, không muốn, ba không muốn, cái kia cảnh sát hình sự đã nói, quỷ là không giết chết, tìm dương gian, chỉ có dương gian có biện pháp, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Vương sang sang hoảng sợ nói, muốn ngăn cản vương bân cử động. Nhưng là một bên vương hải yến nhưng ông lấy nàng ta trước đã gọi điện thoại cho Dương Giang, đáp ứng rồi 500.000 mời hắn làm việc, hắn nên đang chạy tới. Yên tâm sẽ không có chuyện gì. Vương Bân căng thẳng nói. Mà giờ khắc này. Theo đóng cửa trên răng rắc một tiếng, bảo hiểm vậy lại mình mở ra. Chút cửa chậm rãi chuyển động, kèm theo một tiếng lanh lạnh tiếng có két, cửa phòng mở rộng ra một cái khe. Sau đó cái khe này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau một khắc, một đứa bé đầu mò vào, một đôi không có con người nước sơn trọng mắt đen mang theo quỷ dị tà tính đánh giá bên trong nhà mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mà vương sang sang trên người. À! Trong phòng truyền đến vương hải yến còn có vương sang sang mẫu nữ rít gào. Tiên sư nó, chết đi cho ta. Vương bân xuất phát từ một cái trượng phu, một người cha chức trách, hắn phòng lên lớn nhất dũng khí, hét lớn một tiếng cầm lấy giá áo quay về này quỷ anh ném tới nhưng là quỷ anh nhưng căn bản không để ý tới vương bân, lấy một cái quỷ dị kinh ngạc thốt lên tốc độ khủng khiếp dọc theo vách tường chạy, sau đó trực tiếp đánh về phía vương sang sang. Quỷ anh miệng há mở, nứt ra rồi một cái vượt qua thường nhân phạm vi. Miệng kia không có lưỡi đầu, không có khoang miệng, chỉ có một đen kịt hát động không thấy đấy, phản phất bị nuốt xuống bất luận là đồ vật gì đều không thể xuất hiện ở trên đời này. Nó còn muốn toàn bộ nuốt sống vương sang sang. Vương Bân thấy vậy răng thử sắp nứt, vừa hoảng sợ vừa giận giận. Vương sang sang cùng mẫu thân Vương Hải Yến sợ hãi đến ông Trúc vào một chỗ điên cuồng rít gào lên. Ngay tại lúc giờ khắc này, phòng ngủ ánh đèn đột nhiên lóe lên, đã biến thành màu đỏ, bóng đèn phản phất hóa thành một con con mắt màu đỏ, xung quanh đầy rẫy một loại quỷ dị bầu không khí. Âm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia quỷ anh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào tủ quần áo trên. Dương Giang cầm điện thoại từ phòng ngủ một góc đi tới, trên người hắn liều lĩnh hồng quang, trên mặt, mu bàn tay trên mở ra từng chiếc một tinh con mắt màu đỏ, mỗi một con mắt cũng hơi chuyển động, nhìn chầm chầm cái kia bay ra ngoài quỷ anh. Đánh các ngươi điện thoại cũng không tiếp, còn nghĩ đến đám các ngươi đã chết, đều dự định báo động cho các ngươi nhặt xác, gần nhất hỏa tán tràn chuyện làm ăn khẳng định rất tốt, không biết muốn không muốn xếp hàng. Dương Giang nhìn cái kia quỷ anh một chút, trong lòng rùng mình trước thời điểm ở trường học này quỷ anh vẫn còn ở bò dưới đất hiện tại đã dài vóc dáng đều có thể chính mình đi rồi vật quỷ này ở trưởng thành cái kia tắm da người trên viết quả nhiên không sai quỷ anh chu chính cái bụng bên trong cái vật kia hết sức không tầm thường trời mới biết vật quỷ này trưởng thành đến cuối cùng sẽ biến thành cấp bậc gì ác quỷ chu chính a à, chu chính ngươi thật đúng là thả ra một con đồ vật ghê gớm dương dương giang nghe được dương giang thanh âm Vương Sang Sang lập tức ngẩng đầu, trong mắt hoảng sợ một hồi đã biến thành kinh hỉ. Phản phất thời khắc này Dương Giang liền thành nạn chú cứu thế. Ngươi, ngươi chính là Dương Giang. Ngươi vừa nãy là làm sao đi vào? Vương Bân sợ hãi nói. Liền cửa đều không vào được, ta làm sao dám kiếm lời ngươi 500 ngàn? Dương Giang nói, một phần tiền một phần hàng đạo lý Vương thúc thúc ngươi khó nói không rõ sao. Đồ chơi này đã vượt qua ta phía trước phỏng chừng, liền hiện nay mà nói tình thế này ta đều không nhất định có thể đối phó vì lẽ đó đến thêm tiền hắn cũng không phải là đùa giỡn trước hắn bốn con mắt thời điểm là có thể đẩy lùi này quỷ anh nhưng bây giờ này cái gì đã không thể xem như là quỷ anh nên tính là quỷ đứa bé trình độ kinh khủng khẳng định cũng hết thảy tăng cường tốt nhất đừng vượt qua sáu cái ánh mắt cực hạn không phải vậy chỉ có thể chạy hắn phủi mấy người một chút làm xong chuẩn bị rút lui. Vô thân vô cố, chỉ là bạn học mà thôi, Dương Giang không thể vì cứu người đem mình mệnh bỏ ở nơi này. Vương Bân cũng là người thông minh, gặp được Dương Giang này loại rút lui có trật tự ánh mắt, bận biểu nói. Một triệu, ta cho ngươi một triệu, sau khi chuyện này xong còn có khác tạ ơn. Dương Giang thu hồi ánh mắt, than thở nói. Lại là một cái ghê tẩm người có tiền, trước giá cả mở thấp. Một triệu, xác thực đáng giá mạo một mạo hiểm ai để quốc nội liền cái giá này đây lúc này hắn lần thứ hai theo dõi cái kia quỷ anh quỷ vực đã mở ra liền không thể lãng phí cơ hội này giờ khắc này quỷ anh chậm rãi đứng lên nó chết cái đầu một đôi đen nhánh con mắt đánh giá dương gian màu xanh đen màu da để lộ ra một loại tử vong mùi vị mới vừa một chân nó cũng không có một chút xíu thương tổn chỉ là bởi vì vừa nãy dương gian nằm ở quỷ vực trạng thái vì lẽ đó đem đánh lui mà thôi quỷ là không giết chết có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ hai câu này cũng không xung đột có thể đối phó cũng không đại diện cho có thể giết chết vì lẽ đó chu chính câu nói kia ý là chỉ có quỷ mới có thể đẩy lùi mặt khác một con quỷ sao dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn tiếp xúc mấy lần sự kiện linh dị đã dần dần vượt qua sợ hãi trong lòng hay là cũng cùng mình đã biến thành nửa người nửa quỷ có quan hệ đi. Ta không biết ngươi thứ này có không có lý trí, có nghe hiểu hay không tiếng người, nhưng ta muốn nói là, hôm nay người nhà này ta bảo đảm, có thể hay không cho ta một bộ mặt dừng tay như vậy." Dương Giang nói. Nhưng là còn chưa có nói xong, cái kia quỷ anh bên cạnh lại đột nhiên xông ra một luồng màu xanh đen khí tức. Hơi thở này từ từ ở lan tràn. Sự vật chung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây là quỷ vực. Dương gian con mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng rung lên. Chết tiệt, nó ở học tập cùng trưởng thành. Này quỷ anh tuyệt đối không đơn giản. Này quỷ anh tà môn, ổn thỏa một chút tốt nhất trước đưa này con quỷ đi. Dương gian thần sắc hơi động. Đột nhiên quỷ anh dưới chân của đột nhiên đạp cái không, lập tức xuyên qua mặt đất trực tiếp rơi rơi xuống lầu dưới. Dương Giang cũng đi về phía trước một bước trên người hồng quang lấp lóe biến mất ở vương bân đám người trước mắt. Quỷ vực kèm theo này quỷ anh dưới đường đi rơi. Tầng 16 Tầng 13 9 tầng liền ở tầng cuối cùng thời điểm Dương Giang thu hồi quỷ vực. Âm Một tiếng vang thật lớn, quỷ anh từ tầng 16 trực tiếp ngã ở lầu một trên mặt đất, thân thể trực tiếp ngã làm thịt, trình hiện một cái quỷ dị tư thế nằm trên đất. Dương Giang từ lầu thượng kháng nằm trên mặt đất không nhúc nhích Quỷ Anh. Hắn biết vật này không có chết. Nhìn đồng hồ. Quỷ vực cực hạn sắp đến rồi. Trước tiên Mang Vương sang sang một nhà rời đi nơi này, chuyện sau đó lại nghĩ cách xử lý. Dương Giang biết chính mình đối phó ác quỷ kinh nghiệm không đủ, chỉ có thể tất cả lấy ổn thỏa vì là chủ. Hắn lúc này biến mất ở tại chỗ. Liền ở hắn đi rồi chốc lát, nằm trên mặt đất phản phất ngã thành một bãi thịt nát cái kia quỷ anh lại chậm rãi đung đưa cái kia quái dị thân thể, cuối cùng đứng lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Thoát khỏi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nếu như các ngươi không muốn có chuyện nhất mau sớm rời đi nơi này, vừa nãy cái kia quỷ anh tự hồ nhìn chầm chầm vương sang sang, hơn nữa vật này đang không ngừng trưởng thành, một lần trước ta gặp được nó thời điểm nó còn không thể sử dụng quỷ vực, hiện tại nó đã có loại phải nắm giữ quỷ vực khuynh hướng, lần kế tiếp còn không chắc sẽ biến thành hình dáng gì. Ta có thể cảm giác được, một khi vật kia triệt để trưởng thành, trình độ kinh khủng vô pháp phỏng chừng. Dương Giang về tới vương bân trong nhà, lập tức mở miệng liền nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người, là quỷ. Vương Bân mang theo hoảng sợ hỏi. Dương Giang đáp lời. Không biết, có lẽ là người có lẽ là quỷ đi chính ta cũng không rõ ràng lắm bất quá có thể cứu mạng của các ngươi là đủ rồi nhưng là bây giờ hẳn không phải là lúc nói chuyện này đen đúng đúng đối với rời đi nơi này ta đi thu thập một chút đồ vật vương bân phản ứng lại nói vật kia chết rồi sao nó sẽ không trở lại đi một bên vương hải yến chưa tỉnh hồn hỏi dương giang nói không chết lại khả năng tới tính rất lớn vương hải yến có chút kích động nói cái gì vậy ngươi làm sao không giết đồ chơi kia chúng ta mời ngươi tới chính là chuyên môn đối phó cái kia quỷ đồ vật hiện tại ngươi thả đi nó sau đó chúng ta nên làm gì nếu như ngươi giết không được đồ chơi kia chúng ta là sẽ không trả tiền cho ngươi ai biết ngươi có phải hay không cố ý để cho chạy nó tuy rằng ta cùng vương sang sang là bạn học nhưng ân tình người về tình làm ăn là làm ăn nghe a di ý này là muốn quyệt nợ. Dương Giang nhìn nàng nói. Sự tình không giải quyết ngươi liền muốn lấy tiền. Ngươi cho rằng 500 ngàn là như thế dễ kiếm sao? Vương Hải Yến nói. Dương Giang nghiêm túc nói. a di ngươi sai rồi, không phải 500 ngàn, là một triệu. Ai nói là một triệu, ta trước rõ ràng nghe chồng ta nói ngươi định giá 500 ngàn. Vương Hải Yến nói. Dương Giang xoa xoa đầu, ngồi ở trên ghế salon. Thực sự là đau đầu, ta vẫn tính là một cái tương đối giản nguyên tắc người, nên như thế nào được cái đó, nếu như a di người muốn ta cãi lời ta cũng hết cách rồi, ta đọc sách không nhiều, kinh nghiệm xã hội lại không đủ, không tranh nổi với các ngươi những này xã hội người, đã như vậy, chuyến này liền làm ta nể mặt vương sang sang miễn phí tặng cho. Đúng rồi, vương a di người giống như thích gì hoa? Cây hoa nhài, ngươi hỏi thế nào lên cái này? Vương Hải Yến nói, Dương Giang nói, lần tới có cơ hội tạo mộ thời điểm thuận tay cho A Di mang đi, nếu như lần sau A Di đụng phải nửa cái kia quỷ đồ vật, A Di ngươi đích thân ra tay đi, ngươi miệng lợi hại như vậy khẳng định có thể thuyết phục cái kia quỷ anh không giết các ngươi, ta đi rồi, hy vọng các ngươi chờ một lúc còn có thể đi ra này tòa nhà. Nói xong, liền muốn đứng lên ly khai. Hắn ngược lại muốn xem xem này mẫu thân của Vương Sang Sang là muốn tiền hay là muốn mệnh mình cũng không có công phu ở đây múa mép khu môi. Gặp được Dương Giang phải đi, Vương Hải Yến lúc này biến sắc, nàng vội vàng cười làm lành nói. Vì bạn học này, chờ chút, chờ chút, làm cái gì vậy, có việc dễ thương lượng sao? Đừng nóng giận A, A Di cho ngươi bồi cái không phải, hơn nữa ngươi cùng sang sang bạn học một trường, trợ giúp lẫn nhau không phải phải sao? Sang sang này hai ngày vẫn còn tưởng nhớ ngươi thì sao? Bạn học một trường là không có sai, trợ giúp lẫn nhau cũng không có sai vừa nãy ta giúp a di các ngươi một nhà hiện tại ta bần cùng sa sút a di có phải là cũng nên nên nắm một triệu giúp ta một chút cũng không thể ta giảng ân tình các ngươi nói chuyện làm ăn ta nói chuyện làm ăn các ngươi giảng ân tình đi làm cho ta cái này thế yếu quần thể như thế nào đều ăn thiệt thòi chỗ tốt toàn bộ là các ngươi những người có tiền này nắm vì lẽ đó ta học thông minh hơi có chút một triệu thiếu một phân đều không được Dương Giang rất nghiêm túc nói nói. Hắn không ở trước mặt mọi người nổi giận đã coi như là hết sức khắc chế, hết sức cố trang diện. Vương Hải Yến trên mặt hết sức thật không tiện, nàng đương nhiên rõ ràng Dương Giang nói là lần trước đưa con gái sang sang về nhà, chính mình nắm 200 đồng tiền đuổi rồi chuyện của hắn. Dương Giang nói, A Di ngươi cũng là đừng làm quen, tuy rằng ta cùng Vương sang sang là bạn học nhưng cùng A Di cũng là gặp hai, ba lần mặt vì lẽ đó giữa chúng ta vẫn là duy trì thuần khiết tiền tại quan hệ tốt hơn các ngươi bỏ tiền ta hỗ trợ cái này rất công bằng các ngươi trả tiền mua mạng ta bán mạng kiếm tiền này cũng hết sức công bằng đúng đúng đối với cái này đích xác hết sức công bằng có thể là bạn học này tiền chúng ta cho nhưng việc này ngươi cũng phải nghĩ biện pháp thay chúng ta giải quyết không phải vật kia tại sao nhà khác không tìm tại sao một mực tìm tới nhà chúng ta vương hải yến nói dương giang nói nó không phải tới tìm các ngươi là tới tìm vương sang sang lần trước thời điểm ở trường học ta vốn là muốn nói chỉ là trường học bên trong có so với này quỷ anh kinh khủng hơn đồ vật cũng không có nhiều nhất lên ta cảm thấy phải là vương sang sang nơi cổ cái kia hai bàn tay ấn nguyên nhân thời điểm ở trường học nàng bị quỷ anh tập kích qua một lần lần đó được ta cứu bất quá quỷ anh nên nhận định nàng đi cho nên mới phải lại tới tập kích nàng đương nhiên đây chỉ là ta một cái suy đoán, cụ thể ta phải tìm người cố vấn một hồi. Vương Hải Yến nói. Có thể giải quyết sao? Trả trước tiền lại nói cho ngươi. Dương Giang nhìn nàng nói. Ken. Đột nhiên, vào lúc này hắn điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Tin tức biểu hiện, ngài đã tới sổ một triệu. Vào lúc này Vương Bân từ gian phòng bên trong đi ra, hắn nói. Bạn học, tiền cương mới ta đã trả cho ngươi, còn hy vọng sang sang sự tình ngươi tốn nhiều tâm, còn có yêu cầu gì ngươi cũng có thể đề, chỉ cần chúng ta nhà có thể làm được đều sẽ không chối từ. Dương Giang cười nói, vẫn là vương thúc thúc thoải mái, vừa nhìn cũng biết là nhân sĩ thành công, làm việc sắm rền gió cuốn, làm người coi trọng chữ tín. Bất quá ngươi tại sao có thể có ta số tài khoản ngân hàng? Ta ở hoạt động tín dụng công ty đi làm, xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, trước đây trường học học phụ huynh thời điểm lấy điện thoại di động chụp được một phần tư liệu vương bân nói chẳng trách vương sang sang chỗ ngồi bên cạnh tất cả đều là điều kiện gia đình tốt giống ta loại người nghèo này cũng chỉ có thể ngồi rất xa vương thúc thúc lén lút không ít tốn tâm tư a à. dương giang nói hắn có chút khâm phục cái này vương bân tại cao bên trong liền tự cấp vương sang sang sau đó cửa hàng giao thiệp. vương bân ngượng ngùng nở nụ cười không có nhiều lời đó cũng không phải một mình hắn chủ ý, là mấy điều kiện tốt gia trưởng tự phát tổ chức, chính mình bất quá là sam hợp một chút mà thôi. Tốt rồi, thời gian gần đủ rồi, cần phải đi. Dương Giang nhìn đồng hồ. Quỷ vực còn có không tới một phút thời gian. Rất nhanh, mấy người rời đi tiểu khu, ngồi xe cấp tốc lái rời địa phương này. Trong lúc bởi vì quỷ vực vẫn còn ở duyên cớ, cũng không có đụng tới cái kia quỷ anh tự hồ quỷ vực bên trong có thể ngăn cách cái khác quỷ tìm kiếm. Điều này rất trọng yếu, phải ghi lại. Dương Giang trong lòng thầm nói. Dương Giang, đúng, đúng không nổi. Trên xe, khôi phục một ít bình tĩnh vương sang sang lén lút lôi kéo Dương Giang tay, nhỏ giọng nói. Không cái gì xin lỗi, ta có thể tới cũng là xem ở tiền mặt trên. Dương Giang nói. Cảm ơn ngươi. Vương sang sang hết sức cảm kích đáp lời. Vương Bân lái xe nói: "Bạn học, hiện tại chúng ta đi cái nào?" "Đi đâu đều được, ly khai cái kia khu cư xá đủ xa là được, vật kia coi như là muốn tìm đến cũng phải một chút thời gian." Dương Giang nói. "Nếu như đi nước ngoài có phải là là có thể thoát khỏi cái kia quỷ đồ vật?" Một bên Vương Hải Yến nói. Dương Giang nói: "Nếu như không thoát khỏi đây, hơn nữa nước ngoài liền không có sự kiện linh gì sao?" nước ngoài sự kiện linh dị so với quốc nội bùng nổ càng nghiêm trọng, cái kia bên trong không có người chuyên biệt xử lý loại là sự kiện, chỉ có thể thuê người, vì lẽ đó ở nước ngoài xử lý một cái chuyện như vậy giá cả đều là mấy triệu đô la Mỹ cất bước, vương thúc thúc, ngươi không tin có thể đi hỏi thăm một chút, ta trước điện thoại bên trong cũng không có lừa ngươi. Cái kia sang sang trên cổ dấu tay sự tình. Ngươi có thể giải quyết sao? Vương Hải Yến khách khí hỏi, không dám lại loạn phát tỳ khí tiền đều cho, vạn nhất này Dương Giang vừa giận bất kể, vậy mình người một nhà nên làm gì? Dương Giang suy nghĩ một chút, nói: "Ta chỉ có thể hỏi một chút, chuyện này nếu như không giải quyết được lời vậy ta cũng hết cách rồi, Vương Sang Sang chỉ nghe theo mệnh trời." Hắn lúc này cầm lên vệ tinh định vị điện thoại di động, gọi cho tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Dựa vào Vương Sang Sang chuyện này, hắn cũng có thể nhiều tìm hiểu một chút có quan hệ ác quỷ tri thức. Đối với sau này mình cũng sẽ có điều trợ giúp. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ bên kia liền tiếp thông. Dương Giang, là ngươi sao? Là ta. Dương Giang nói, các ngươi này tiếp tuyến viên một ngày 24h đều online sao, lúc nào đánh đều đánh cho thông. Chúng ta là một VSC một phục vụ, một vị ngự quỷ người chỉ có một tiếp tuyến viên, ta là của ngươi chuyên môn tiếp tuyến viên, ngoại trừ phụ trách cùng ngươi kết nối ở ngoài bình thường không làm bất kỳ công việc gì. Lưu Tiểu Vũ giải quyết việc chung nói. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi tán gẫu này loại sắc sắc đề tài. Dương Giang nói. Lưu Tiểu Vũ. Dương Giang nói, ta này gặp phải một chút phiền toái, đại khái tình huống ta nói cho ngươi nghe, ngươi nhìn xem có thể hay không cho một điểm tham khảo ý kiến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Quỷ Nô Ấn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lưu Tiểu Vũ vừa mới dự định thả làm việc trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, kết quả là nhận được Dương gian điện thoại. Nàng lúc này hết sức trở nên coi trọng. Nói như vậy ngự quỷ người là sẽ không tùy tiện đánh điện thoại vệ tinh, một khi đánh tới, 89 phần 19 là gặp sự kiện linh dị, đụng phải quỷ. Mà lúc này đây thân là tiếp tuyến viên nhiệm vụ 10 phần nghiêm túc, muốn thu tụ tập tình báo, sửa lại hồ sơ, cùng với ước định đẳng cấp, là duy trì khu vực yên ổn vô cùng trọng yếu một hoàng. Vì lẽ đó mặc dù là tỉnh ngủ, một khi điện thoại reo đều phải lập tức lao tới việc làm. Nghe Dương Giang miêu tả. Lưu Tiểu Vũ điều tới quỷ anh Chu Chính hồ sơ, đôi mi thanh tú nhăn lại, lộ ra mười phần ngưng trọng thần thái. Người nói là Chu Chính cái bụng bên trong chạy đến con quỷ kia anh ở trưởng thành. Mấy ngày trước nó còn chỉ là một trẻ con hình thái, vào lúc này đã là trẻ nít hơn nữa còn có sử dụng quỷ vực xu thế. Đúng, đại thể tình huống liền là như thế, hơn nữa ta một người bạn học bị cái kia quỷ anh để lại hai bàn tay ấn, phía sau cái kia quỷ anh tự hồ nhìn chầm chầm nàng, một lòng một dạ nghĩ muốn ăn nàng, giống như là bị cái kia tiếng gõ cửa giống như nguyền rủa giống như, người bên kia có hay không loại đúng vậy vụ án, nghĩ đến điều gì sau phương pháp phá giải không có. Dương Giang nói trước kia thần quái hồ sơ thật là có cảnh sát hình sự gặp được loại là tình huống đại bộ phận quỷ nếu là có sáng tỏ giết người mục đích bình thường là muốn thỏa mãn hai điều kiện một cái cứng nhắc xuất phát điều kiện một cái giết người quy luật tự như cùng người bình thường động cơ giết người cùng gây án thủ pháp là một cái đạo lý phía trước gõ cửa quỷ xuất phát điều kiện là tiếng gõ cửa giết người phương thức là quỷ gõ cửa đương nhiên cũng không bài trừ những thứ khác giết người phương pháp quỷ anh giết người phương thức hẳn là ăn, thông qua ăn phương thức đem một cái người giết chết, mà xuất phát điều kiện hẳn là đụng vào. Ta căn cứ một ít tư liệu phân tích ra, quỷ anh nên ngay lập tức ăn đi bị chính mình chạm đến người, hoặc là người khác đụng vào nó cũng đồng dạng, nó hiện đang ngó chừng ngươi người bạn học kia chỉ là bởi vì nàng cùng quỷ anh có tiếp xúc qua. Dương Giang nói, ta trước cũng không có cùng quỷ anh tiếp xúc qua, quỷ anh còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tập kích ta. Trường học bên trong, hắn là người thứ nhất bị quỷ tập kích đại bộ phận quỷ đều có không khác biệt giết người ở điều kiện không có xuất phát dưới tình huống sẽ tùy cơ tập kích người chung quanh cũng quỷ anh ly khai chu chính thân thể đầu tiên nhìn thấy người là ngươi vì lẽ đó coi ngươi là thành con mồi bất quá này là chuẩn bị khuếch tán tính đi khắp tính quỷ giống như định nghĩa là cấp b gặp phải quỷ không thể nói không vừa lòng yêu cầu liền sẽ bình an vô sự chỉ có thể nói nhìn rõ quỷ quy luật phía sau có thể tăng cao tỷ số sinh tồn mà thôi. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Giang nghe đến đó khóe miệng giật một cái, hắn lần này xem như là hiểu tại sao trường học bên trong phương kính sẽ điên cuồng hy sinh những người khác đổi lấy chính mình sinh tồn. Liên quan với người bạn học cái kia giấu tay sự tình, phía ta bên này cho rằng đó có thể là quỷ nô ấn. Lưu Tiểu Vũ nói. Quỷ nô ấn. Dương Giang nói, món đồ gì? Cùng quỷ nô khác nhau ở chỗ nào? Mỗi một con có thể khiến dùng quỷ vực quỷ đều có một cái năng lực, đó chính là đem người bị chết biến thành quỷ nô, quỷ nô không có lý trí, cùng khi còn sống ngoại trừ tướng mạo giống như ở ngoài hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, là một loại loại khác quỷ, vì lẽ đó không nên bị quỷ nô khi còn sống dáng vẻ làm cho mê hoặc. Hơn nữa quỷ nô phục tùng vô điều kiện quỷ chủ, người ở trường học bên trong nên cũng đã gặp qua, bất quá cái kia gõ cửa quỷ đẳng cấp quá cao. Nó có thể khống chế quỷ nô số lượng vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, chúng ta bên này đã đem định nghĩa là cấp A. Cấp A dành cho thời gian nhất định đó là có thể hủy diệt một thành phố nhân khẩu ác quỷ. Dương Giang trong lòng rùng mình, nguyên lai like cái kia gõ cửa quỷ khủng bố đến loại trình độ đó. Mà quỷ nô ấn kỳ thực chính là ác quỷ một cái đánh dấu, tự như cùng công ty xí nghiệp nhãn hiệu là một cái đạo lý, ngươi người bạn học kia tuy rằng không chết, nhưng đã coi như là cái kia quỷ vực quỷ nô, nàng một chết cũng sẽ bị khống chế, ta chỗ này tạm thời lấy được tư liệu chính là những thứ này. Lưu Tiểu Vũ nói. Điện thoại cái kia đầu dương gian nghe đến mấy câu này, bắt đầu lo lắng. Nói như vậy, cái kia quỷ anh Long còn chưa dài đủ liền định trước tiên thu một cái mỹ nữ làm hậu cung. Còn tưởng rằng nó là một con nghiêm chỉnh quỷ, không nghĩ tới là một cái tiểu sắc quỷ. Liền hiện nay mà nói quỷ là không có có dục vọng, nó mắt bên trong không có xấu đẹp, khả năng ngươi bạn học kia là nữ sinh, quỷ anh vào lúc ấy mới từ chu chính cái bụng bên trong bò ra ngoài, tập kích ngươi sau khi thất bại vì lẽ đó lựa chọn tập kích xem ra tương đối nhỏ yếu người, chỉ đến thế mà thôi." Lưu Tiểu Vũ nói. "Có biện pháp nào hay không tiêu trừ cái kia dấu ấn?" Dương Giang nói. "Lưu Tiểu Vũ nói. "Hết cách rồi, nhưng có một cái có thể có thể thực hiện phương án, cảnh sát hình sự bên trong không có ai từng thử." tại sao? Dương Giang nói. Yêu cầu rất cao. Lưu Tiểu Vũ nói. Yêu cầu gì? Lưu Tiểu Vũ nói. Cơ bản nhất chính là yêu cầu có thể ngự quỷ người có thể khiến dùng quỷ vực, một vị giáo sư suy đoán, nếu như quỷ có thể nắm giữ quỷ nô, như vậy ngự quỷ người cũng cũng có thể nắm giữ quỷ nô, dùng một cái quỷ nô ấn đỉnh rơi ác quỷ chính là cái kia, do đó để người thoát khỏi ác quỷ truy sát. Người đây không phải là mò mẫm sao? làm nửa ngày ấn ký kia còn chưa phải là ở trên người. Dương Giang nói. Không bình thường, ác quỷ là chết, ngự quỷ người là người sống, coi như là trở thành ngự quỷ người quỷ nô cũng sẽ không mất lý trí, cùng quỷ nô có bản chất khác nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi chết ở ác quỷ thức tỉnh, như vậy ngươi lúc còn sống quỷ nô cũng sẽ bị trong thân thể ngươi con quỷ kia tiếp thu. Dương Giang mặt tối sầm. Ngự quỷ người đều là đoạn mệnh người, cứ như vậy không phải từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa sao? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn chết. Ta biết rồi, lần sau trò chuyện tiếp đi." Dương Giang nói. "Chờ đã, chờ chút." Lưu Tiểu Vũ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng ngăn hắn lại. "Còn có chuyện gì sao?" Dương Giang nói. "Lưu Tiểu Vũ nói, phía ta bên này muốn thay ngươi thành lập hồ sơ, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút." Tốt nhất là ngươi đối với trong thân thể ngươi con quỷ kia có hiểu biết, tỉ như năng lực, đặc thù, hình thái. Nếu như ngươi còn không phối hợp, lần sau phía ta bên này sẽ không lại phối hợp ngươi tiến hành công tác. Được rồi. Dương Giang suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này không đáng kể, liền nói một lần con mắt này sự tình. Lưu Tiểu Vũ ghi chép sau khi hoàn thành, sau đó nói, mẹ ngươi bên kia chúng ta đã sai người an bài, bây giờ tiến vào một nhà chính quy xí nghiệp qua một đoạn thời gian sẽ từ ở ngoài trở lại đại xương thành phố ngươi bên kia có thể yên tâm đúng rồi lần trước cha ngươi sự tình thế nào có thể hay không nói tường tận nói phụ thân phụ thân ta ở ta nhỏ lúc sau đã chết rồi sao ngươi nói là chuyện nào dương giang nghi hỏi lưu tiểu vũ sửng sốt một chút nói lần trước ngươi ở ngươi trong căn phòng đi thuê không phải nói phụ thân ngươi ngay ở bên cạnh sao Ta hoài nghi đó là một con quỷ, để cho ngươi ly khai chỗ kia. Con quỷ kia liền con quỷ kia, để phụ thân ta làm cái gì? Dương Giang nói. Lẽ nào ngươi cảm thấy con quỷ kia là phụ thân ta? Đừng khôi hại được không? Lưu Tiểu Vũ không hề tức giận, trái lại nhăn lại đầu lông mày. Từ Dương Giang ngữ khí tới nghe hắn không giống như là đùa giỡn. Giải thích duy nhất chính là Trí nhớ của hắn lại bị soán cãi một con nghi là có thể bóp méo người trí nhớ quỷ bản thân còn vô pháp phát hiện coi như là ngự quỷ người cũng giống như vậy nhưng tại sao mình không có thay đổi lưu tiểu vũ nhanh chóng nhớ kỹ bút ký chuẩn bị đem chuyện này cho cái kia chút ai quy cao cố vấn đoàn suy lý này không phải là của mình công tác được rồi nếu như không có chuyện gì cứ như vậy lần sau tán gẫu dương giang nói cuối cùng hỏi lại ngươi một hồi ngươi gần nhất trạng thái tinh thần vẫn tốt chứ? Lưu Tiểu Vũ lại đột nhiên hỏi. Còn tốt, không có vấn đề gì. Dương Giang cúp điện thoại. Sau đó hắn nhìn bên trong xe Vương Bân cùng Vương Hải Yến nói. Các ngươi nghe được. Đây là quốc tế hình cảnh cơ cấu, Á Châu phân khu một vị tiếp tuyến viên điện thoại, nạn nói đại diện cho mỗi bên quốc gia quyền uy, kỳ thực sự kiện linh dị các quốc gia đã sớm ở tham dự, chỉ là sợ gây nên toàn cầu khủng hoảng, tăng thêm náo loạn, vẫn lén gạt đi, hiện tại các ngươi tiếp xúc đến chuyện này ta cũng sẽ không cấm kỵ, miễn cho một ít người nói ta là thần côn, người điên. Vương Bân người một nhà lâm vào sâu sắc trầm mặc ở giữa. Mỗi người nội tâm đều không bình tĩnh. Dương Giang lại nhìn một chút Vương Sang Sang, đột nhiên, hắn thần sắc cứng lại. Hắn nhìn thấy Vương Sang Sang trên cổ tay không biết lúc nào có thêm một cái nhàn nhạt màu đỏ dấu ấn, ấn ký kia như là một con mắt nhưng cũng ảm đạm gần như sắp phải biến mất. Này là lúc nào có? Dương Giang mạnh mẽ cầm lấy Vương Sang Sang tay nói. Vương Sang Sang hơi có lại, nhỏ giọng nói. Thời điểm ở trường học bị ngươi vồ một hồi thì có. Đây là quỷ nô ấn. Dương Giang ngây ngẩn cả người, hắn hồi tưởng lại. Mình đích xác là thời điểm ở trường học cứu Vương Sang Sang bắt được tay nạn cổ tay một hồi. Là vào lúc ấy lưu lại sao? Hiểu, hiện tại dương gian minh bạch tại sao vương sang sang bị quỷ anh dây dưa như thế mấy ngày đều không có chết nguyên lai là bởi vì mình con dấu duyên cớ chỉ là cái kia quỷ anh trưởng thành sức mạnh tăng cường vì lẽ đó chính mình dấu ấn phải biến mất này dấu ấn có thể cứu người cũng có thể hại người dương gian sắc mặt biến hóa bất định rơi vào trầm tư ở giữa bất quá liền ở dương gian cúp điện thoại không bao lâu Á Châu phân khu bên kia phòng hồ sơ bên trong liền nhiều hơn một phần liên quan với hồ sơ của hắn. Hồ sơ tờ thứ nhất viết một hàng chữ lớn. Quỹ nhãn cảnh sát hình sự. Dương Giang, chưa mướn người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Mục tiêu thay đổi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đại khái tình huống ta nghĩ hai vị cũng đã giải, vương sang sang tình huống càng ngày sẽ càng gây go, Ta đã một cái người ngoại lai kiến nghị đến giảng, hai vị tốt nhất vẫn là. Xin quá một cái đi." Dương Giang mở miệng nói. Xe tại thị khu một chỗ phùng hoa đoạn đường ngừng lại. Mấy người xuống xe, ngồi ở một bên trên ghế thảo luận trước chuyện đã xảy ra. "Ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Vương Hải Yến có chút tức giận nói. "Không phải còn có biện pháp vết cái kia dấu ấn sao?" Hai người so ra đều gần như dết dấu ấn, đổi một cái khác dấu ấn, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Dương Giang nói nói. Ta lời nói mặc dù khó nghe một chút, nhưng là sự thật, vương thúc thúc ngươi nói xem. Vương bân câu đầu lông mày, hút thuốc, thân là chủ nhân một gia đình chính hắn giờ khắc này cũng là không có đầu mối chút nào, trong lòng mười phần phiền muộn, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hắn biết Dương Giang ý tứ. Dấu ấn không dết, cái kia quỷ anh liền sẽ vẫn theo sang sang, Dết dấu ấn nhất định phải đánh tới một cái khác dấu ấn, kết quả cuối cùng vẫn là không sửa đổi được, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Cha, mẹ, không có chuyện gì, ta đã không có cứu, liền để ta một cái người đi đối diện cái kia quỷ anh đi, không thể bởi vì chuyện của chính ta liên lụy các ngươi." Vương Sang Sang giữ lại lệ nói nói. Nàng biết là một kết quả như thế phía sau đã không sợ hãi như vậy. Thân là mẫu thân Vương Hải Yến nghe thương tâm gần chết, thẳng chảy nước mắt mẫu nữ hai người ngay ở trước mặt qua lại người đi đường mặt ông đau đầu khóc. Không, không được, ta làm sao có thể nhìn mình con gái bị vật kia dằn vặt đến chết. Vương bân thuốc lá ném đi, đứng lên tựa hồ hạ quyết tâm. Vì bạn học này, nếu như ta đồng ý sang sang đánh tới một cái khác dấu ấn, người có biện pháp nào hay không? Dương Giang nói. Biện pháp mặc dù có, nhưng kết quả không thể so với đây càng tốt, chỉ là chậm trễ tử vong thời gian mà thôi có một cái thành ngữ nói thế nào tới. Uống rượu độc giải khác, gần như chính là ý này. Nếu như không biến mất cái kia dấu ấn, sang sang nên không sống quá ba ngày chứ. Vương Bân nói. Dương Giang nói. Không, một ngày cũng sống không qua, trước vương sang sang không có bị tập kích là bởi vì trong tay nàng ấn ký này vẫn không có biến mất, quỷ anh mới vẫn không có tập kích nàng, nhưng là bây giờ ấn ký này biến mất rồi, phỏng chừng trong vòng một tiếng quỷ anh liền sẽ lần thứ hai tìm đến. Có thế thời gian còn sẽ nhanh hơn. Vậy nếu như biến mất dấu ấn đây? Vương Bân nói. Dương Giang nói. Cùng ngự quỷ người đồng thời sinh, cùng chết, tính được nên có mấy tháng mệnh, tình huống sẽ khá một chút, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hơn nữa sẽ có hay không có những thứ khác tác dụng phụ ta còn không thể xác định. Coi như là độc dược hiện tại cũng đến ăn vào, cho dù là có một tia cơ hội đều không thể từ bỏ. Vương Bân cắn răng nói, bạn học, ta muốn mời ngươi giúp việc này, tiền ta sẽ ra, bao nhiêu người ra cái giá. Dương Giang nhìn Vương Sang Sang cùng mẫu thân Vương Hải Yến ông đầu khóc trống dáng vẻ, mở miệng nói. Đây không phải là sự kiện linh dị, cũng không phải cùng ác quỷ giao thủ, không cái gì nguy hiểm. Nhìn lúc trước Vương Thúc Thúc như vậy sảng khoái phân thượng, lần này ta liền miễn phí biếu tặng, thế nhưng phía sau vương sang sang xuất hiện vấn đề gì, biến hóa, ta vô pháp bảo đảm. Cảm ơn ngươi, như vậy là đủ rồi, tất cả hậu quả ta đến phụ trách, cho dù là sang sang sau đó thật xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không trách ngươi. Vương bân hít một hơi thật sâu nói. Này loại dứt khoát cùng quyết đoán, đích thật là có nhân sĩ thành công khí chất, không có vương hại yến cái kia loại lề mề. Trong trước trong sau, tính toán xét nét dáng vẻ. Đã như vậy vậy bây giờ hãy bắt đầu đi, ta sợ vào lúc này quỷ anh đã ở trên đường chạy tới." Dương Giang nói. Vương Bân nói, "Sang Sang, ngươi tới." Vương Sang Sang ngẩng đầu lên, con mắt khóc sưng đỏ, một mặt nước mắt nhìn Vương Bân, còn có Dương Giang. "Vương Sang Sang, nếu như ngươi quyết định, liền đem bàn tay cho ta đi." Dương Giang nói. "Đi thôi, chuyện sau này sau này hãy nói, trước tiên qua trước mắt đạo cửa ải khó này." Vương Bân vẫn như cũ vẻ mặt buồn thiêu, hắn không biết hôm nay quyết định này là hại con gái vẫn là cứu con gái. Dương Giang, cảm ơn ngươi. Vương sang sang cắn môi, đem tay đưa tới. Nàng còn muốn sống, không muốn chết, đặc biệt là chết ở kinh khủng như vậy đồ vật trong tay. Bạn học một trường, hơn nữa, thu rồi tiền. Dương Giang cầm lấy tay nàng cổ tay, như lúc trước ở trong trường học như vậy. Đem trên cổ cái kia băng vải dết, ta muốn nhìn ấn ký kia. Vương Hải Yến không nói câu nào, thận trọng giải khai cái kia băng vải. Cái kia thiếu nữ mịn màng trên cổ da dẻ vỡ tan, màu đỏ tươi một mảnh, lau sức thuốc nước, nhưng ở cái kia vết thương ở chính giữa, hai cái ô màu xanh tay nhỏ ấn có thể thấy rõ ràng. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhớ lại lúc trước cử động, nắm lấy vương sang sang lòng bàn tay nước mở, một con mắt xông ra. Con mắt tản ra ra nhàn nhạt hồng quang, này hồng quang từ ngón tay tràn ra, bắt đầu xâm nhập vương sang sang cổ tay bên trong. Vẫn là lần trước vị trí kia. Theo hồng quang xâm nhập, dương gian nhìn thấy nàng trên cổ cái kia ô bàn tay màu xanh ấn đang dần dần trở thành nhạt, trở thành nhạt. Bắt đầu chủ động rút đi màu sắc. Có, hữu dụng. Vương bân trợn to hai mắt, chính mắt thấy thần kỳ như vậy một mạng phát sinh. Đương nhiên hữu dụng. Dương Giang cảm giác được Vương Sang Sang trong thân thể có cái kia quỷ nhãn tồn tại, phản phất có một con mắt chuyển tới trong thân thể của nàng, nhưng cũng không giống. Xác thực nói là có một bộ phận ác quỷ sức mạnh lưu tại Vương Sang Sang trên người. Ước chừng chỉ chốc lát sau, Vương Sang Sang nơi cổ cái kia hai cái ô bàn tay màu xanh ấn hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Dương Giang lúc này mới buông lỏng tay ra hắn nhìn thấy vương sang sang trên cổ tay có thêm một cái rõ ràng quỷ nhãn lạc ấn, giống như là một cái con mắt màu đỏ hình xăm, phá lệ bắt mắt, lờ mờ còn tản ra nhàn nhạt hồng quang. Không thấy, thật sự không thấy, bàn tay kia ấn biến mất rồi. Sang sang ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có sao không? Vương bân vợ chồng có chút kích động. Vương sang sang cảm thụ một hồi nói. Tự hồ không cái gì không đúng, ta cảm giác rất tốt, cũng có chút kỳ quái, nhưng nói không được, nói chung so với trước kia tốt lắm rồi. Nói nàng lại nhìn thật sâu một chút bên cạnh con mắt. Ánh mắt kia cùng bình thường hết sức không bình thường, nhưng cũng lại không nói ra được. Quá tốt rồi. Vương Hải yến kích động ông nàng. Dương Giang cũng cảm giác thân thể một cái biến hóa. Không cái gì biến hóa lớn, giống như là đến rồi một phát, thân thể có chút hư. Có thể điều động quỷ vực đích người mới có tư cách nắm giữ quỷ nô chỉ là người sống quỷ nô không biết cùng ác quỷ quỷ nô có thay đổi gì, Vương Sang Sang khẳng định sẽ không như người bình thường giống như, chỉ là biến hóa này chỉ có thể sau đó quan sát phát hiện. Dương Giang trong lòng thầm nói, mà đang ở hắn tiêu trừ cái kia còn giấu thời điểm. Cách nơi này cách đó không xa trên một con đường, một cái cả người màu xanh đen đứa nhỏ lấy một cái quỷ dị tốc độ ở đất trên chạy, nhanh chóng hướng về Vương Sang Sang đây tới rồi, vừa nãy ngươi có thấy hay không một cái kỳ quái đứa nhỏ từ bên kia chạy tới trên đường có người nhìn thấy tình cảnh này hơi kinh ngạc hỏi đồng bạn nói nào có cái gì đứa nhỏ ngươi nhìn hoa mắt đi nhưng ngay khi quỷ anh còn chưa chạy bao xa thời điểm nó đột nhiên ngừng lại dấu ấn biến mất rồi nó mất đi một cái mục tiêu rõ rệt nếu như không có lựa chọn hàng đầu mục tiêu lời nó đem ở trên con đường này tùy cơ lựa chọn người qua đường bắt đầu không khác biệt giết người. Ta dựa vào, đụng tới thứ gì? vào lúc này một cái đi ngang qua người trẻ tuổi đi ngang qua, bởi vì đang chơi điện thoại di động duyên cớ không cẩn thận đụng phải cái kia quỷ anh suýt nữa té ngã. nhưng hắn quay đầu nhìn lại nhưng món đồ gì đều không có. sau khi hắn quay đầu lại tiếp tục đi dạo phố thời điểm nhưng nhất thời ngây ngẩn cả người. một cái không có mặc quần áo cả người màu xanh đen đứa nhỏ ngoẹo đầu đứng trước mặt của hắn con mắt mang theo quỷ dị thần thái nhìn hắn tuổi trẻ quá dị nhìn quỷ anh một chút cảm thấy tiểu hài này có điểm không đúng có thể là đứa trẻ lang thang hay là tinh thần cũng không bình thường hắn không muốn trêu chọc như vậy đứa nhỏ liền đi vòng tiếp tục bước đi nhưng là hắn đi không bao xa quỷ anh động nó xoay người không có tiếp tục hướng về vương sang sang phương hướng đi mà là tiếp tục đi theo trước người trẻ tuổi kia khủng bố vẫn còn tiếp tục, chỉ là đổi qua một cái người mà thôi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Hoạt động thang máy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đợi chừng 2 giờ Dương Giang có thể xác định quỷ anh thật sự sẽ không trở lại. Vương Bân một nhà sự tình tạm thời xem như là giải quyết rồi, tuy rằng để lại một cái không lớn không nhỏ mầm họa, hắn có chút đồng tình liếc mắt nhìn vương sang sang. Chính mình trở thành ngự quỷ người đó là hết cách rồi, ngay lúc đó tình huống đó chính mình không trở thành ngự quỷ người sớm đã chết ở v -C. thế nhưng nàng vốn là có thể giống như những người khác bị chính mình mang ra trường học, ai biết cuối cùng thời cơ bị quỷ anh theo dõi. Ta bên kia còn làm việc, vừa nãy là xin nghỉ đi ra, nếu chuyện này đã giải quyết, vậy ta liền đi trước, nếu có chuyện gì lại điện thoại thông báo đi, đương nhiên nếu như là sự kiện linh dị lời, ta phải thu lệ phí." Dương Giang đứng lên, chuẩn bị đón xe ly khai. Vương Bân vội vàng nói: "Chuyện ngày hôm nay thực sự là đa tạ bạn học ngươi, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt, như vậy đi, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, ta mời ngài ăn cơm." "Ăn cơm cũng không cần, miễn cho tiêu pha." Dương Giang nói. "Hơn nữa cùng ta chờ cùng nhau cũng không có chuyện gì tốt phát sinh." Vương Sang Sang đột nhiên mở miệng nói: Vậy ta có thể hay không theo ngươi? Con gái ngươi nói cái gì đó? Vương Hải Yến vội vàng cầm lấy tay nàng nói, chỉ lo con gái theo Dương Giang chạy. Nàng cũng rõ ràng, bây giờ Dương Giang cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đi theo hắn sau đó khẳng định còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Dương Giang cười nói, ngươi chính là cố gắng bồi bồi ba mẹ đi, hôm nay bọn họ vì chuyện của ngươi cũng hết sức không dễ dàng. Hơn nữa ngươi cũng nên nên biết mình tình huống coi như là không có bị cái kia quỷ anh nhìn chằm chằm mạng của mình cũng không dài ta biết nhưng ta chính là nghĩ đi cùng với ngươi vương sang sang mở miệng nói không một chút nào cấm kỵ cũng không có bất kỳ thiếu nữ ngượng ngùng giống như là phổ thông nói chuyện giống như một cách tự nhiên cái kia không được ngươi bây giờ nên cùng cha mẹ ngươi chờ tại một cái tốt rồi cứ như vậy ta đi rồi hắn làm sao có khả năng để vương sang sang theo chính mình nhiều con ghẻ, không phải Hố chính mình sao? Chính mình có quỹ vực dưới tình huống gặp phải phiền phức ngay lập tức sẽ có thể đi, nhiều người còn phải đi cứu. Lưu Lưu, tiền đã tới tay, mau đánh xe ly khai. Về thương trường tiếp tục chính mình bán mạng kiếm tiền con đường. Người trẻ tuổi này rất không bình thường a. À? Vương Bân gặp được Dương Giang ly khai, không nhìn được cảm khái một câu. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài Dương Giang có cái này đặc thù tài cán, hơn nữa còn có đầu óc, tuy rằng kinh nghiệm xã hội không đủ, nhưng cũng là bởi vì tự thân trẻ tuổi duyên cớ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian trưởng thành, ngày sau tuyệt đối là một vị nhân vật nổi tiếng. Con gái nếu như có thể cùng hắn đàm luận bằng hữu, ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt." Vương Bân âm thầm nghĩ tới. Chỉ là người trẻ tuổi này tự hồ đối với sang sang không có hứng thú gì. Chính mình con gái dáng dấp có thể không kém này Dương Giang sẽ không thích làm chuyện gây chứ. Nếu như Dương Giang biết hắn loại ý nghĩ này, nhất định sẽ quát lớn hắn, hủ mắt thấy người cơ. Chính mình cũng sắp chết người còn có cái gì tâm tình nói chuyện yêu đương, tạo hài tử cũng không kịp a. À. Trở lại thương trường. Trong siêu thị ngoại trừ phòng an ninh đèn vẫn sáng ở ngoài những chỗ khác một mảnh đen nhánh. Làm Dương Giang lúc trở lại, một người an ninh khác Lưu Cường đang cầm điện thoại di động nhàm chán chơi game. Ngươi làm sao mới vừa về? Ngươi đi đã bao lâu? Vừa tới đã xin nghỉ. Còn tốt trước ta hướng về Lệ tỷ nói láo ngươi đi nhà cầu, bằng không chắc là phải bị mắng." Lưu Cường nói. "Thật không tiện cho ngươi thêm phiền phức, bạn học ta có chút việc gấp tìm ta, vì lẽ đó trì hoãn một hồi, lần sau sẽ không." Dương Giang xin lỗi nói. "Bất quá ngươi tới thật đúng lúc, lập tức 12 giờ nên tuần tra, đi thôi." cuối cùng tuần một vòng không có chuyện gì lời là có thể tắt đèn về ngủ, ngày mai 8 giờ rưỡi còn phải đi làm đây. Lưu Cường nói xong để điện thoại di động xuống, chậm rãi xoay người ngáp một cái nói. Dương Giang có chút khâm phục cái này Lưu Cường, lá gan thật đúng là lớn, một cái người cũng dám ở lớn như vậy trong thương trường tuần tra. Đổi lại là phía trước chính mình khẳng định không có can đảm này. Ký túc xá ở lầu trên, chúng ta từ dưới đất đổ xe trường tuần tra, đến thời điểm lúc đi thuận lợi tắt đèn trực tiếp về ký túc xá ngủ miễn cho lại trở về một chuyến lưu cường nói nhớ cầm cẩn thận đèn pin cầm tay đa tạ nhắc nhở dương giang điểm gật đầu giơ tay lên đèn pin liền cùng lưu cường cùng đi tuần tra tuy rằng chỉ tính toán ở đây quan sát ba ngày nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm tốt không thể chần chừ bởi vì không có sinh ý nguyên nhân lòng đất đổ xe trường không mấy chiếc xe trống rỗng. Một hàng kia xe là của ai? Đột nhiên, Dương Giang chỉ vào một loạt năm, sáu chiếc xe sang trọng nói. Là người mất tích lưu lại sao? Không phải, vậy cũng là ông chủ xe, mỗi ngày đổi lại mở, ai biết ông chủ trong nhà còn có bao nhiêu chiếc, tốt rồi, lòng đất đổ xe trường không tình huống, chúng ta đi mặt trên một tầng tuần tra đi. Lưu Cường nói. Dương Giang lại quét liếc mắt nhìn, lòng đất đổ xe trường nhìn một cái không sót gì, xác thực không có gì đặc biệt. Nếu như thật có cái gì chỗ không đúng khẳng định một chút là có thể nhìn đến. Tiếp tục tại lầu một tuần tra. Đánh đèn pin cầm tay sờ soạn sau khi vòng vào một vòng đồng dạng tình huống thế nào đều không có phát sinh, ngoại trừ hắt hơi có chút ở ngoài tất cả như thường. Theo thang máy đến đến tầng thứ hai nhưng là liền ở hắn vừa tuần tra không tới một vòng thời điểm đột nhiên nghe được trung tâm thương mại trên lầu truyền tới nhỏ nhẹ tiếng nổ vang rền thanh âm gì Dương Giang giơ tay lên đèn pin quay về mặt trên chiếu đi nhưng chưa từng thấy gì cả âm thanh tựa hồ là từ tầng thứ tư đến tầng thứ năm giữa thang máy truyền tới là thang máy vận chuyển âm thanh khả năng lệ tỷ các nàng đi tới quá quên nhốt đi mỗi đài thang máy đều có đơn độc công tắc đã quên cũng hết sức có thể bình thường ngược lại cuối cùng có chúng ta thay các nàng chùi điếc. Lưu Cường nói. Thật không? Đi tới nhìn. Dương Giang nói. Lưu Cường nói. Gấp cái gì, từ từ đi, đi trước lầu ba lượng một vòng sau đó sẽ đi lầu bốn, nơi này có đầu camera, vạn nhất bị người nhìn đến chúng ta lười biến muốn trừ tiền lương, đặc biệt là ngươi là mới tới, nếu như trọng bị phát hiện lười biến lợi nhất định sẽ bị sa thải. Dương Giang cảm giác cái này Lưu Cường có chút chết suy nghĩ. Cũng được, từ từ đi từ từ đến, ngược lại thương trường cũng không ai, này có tình huống cũng cùng mình không có quan hệ. Hai cái người chậm chậm rãi đi dạo xong lầu ba, đến đến lầu bốn quay một vòng, cuối cùng mới đi tới thang máy miệng. Trung tâm thương mại thang máy không phải lên xuống thức, mà là tự diều thang máy, là bánh xích thức vận chuyển. Ngươi nhìn, nói rồi không có sao chứ, là thang máy nguồn điện quên nhốt, tốt rồi, đi thôi. Lưu Cường đi tới, đem thang máy miệng nguồn điện đóng cửa. Dương Giang cũng không có nhiều lời, chỉ mong là chính mình đang nghi đi. Theo thang máy đến đến 5 tầng. Lần này không phải ảo giác. Cái kia một luồng nhàn nhạt sát thối vị lại tới nữa rồi. Tràn ngập ở không khí bên trong, lái đi không được. Trước ở lầu 3 thời điểm này mùi vị vẫn không có ngửi đến. 5 tầng, có điểm không đúng. Dương Giang cầm đèn tin cầm tay theo lưu cường ở năm tầng quay một vòng. Ngoại trừ đóng cửa cửa hàng cùng một ít giá hàng ở ngoài không hề có thứ gì. Tự hồ hết thảy đều rất bình tĩnh. Bất quá khi Dương Giang đi ngang qua một nhà phục giả bộ cửa hàng trước thời điểm cầm đèn tin cầm tay chiếu một cái. Bên trong là từng bộ từng bộ đồ nhựa người thân thể người mẫu, tàn khuyết không đầy đủ, cùng ban ngày giống như, không biến hóa. Tất cả bình thường, về ngủ. Lưu Cường ngáp một cái nói. Được rồi. Dương Giang thu hồi ánh mắt, đánh đèn tin cầm tay cùng Lưu Cường theo công nhân thông đạo rời đi thương trường, trở lại viên công túc xá. Trên đường, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, đúng rồi, lầu bốn cái kia thang máy không có quan cũng nên nên vẫn vận chuyển mới đúng, tại sao trước chúng ta đi thời điểm không có chuyển. Đó là cảm ứng thức, người đi qua mới có thể động, không có ai sẽ không chuyển. Lưu Cường nói nếu là cảm ứng thức, như vậy nói cách khác vừa nãy thang máy đột nhiên vận chuyển là bởi vì vì là thang máy có người đang dùng. Nhưng là thương trường trừ chúng ta ở ngoài không có người thứ ba, ai đang dùng thang máy đây? Dương Giang nói. Lưu Cường nói, khả năng trục trặc đi, nếu như có người trước tuần tra thời điểm nên đã thấy. Dương Giang nhíu nhíu mày, nghĩ phải đi về điều tra một hồi, nhưng cảm giác được không cần như thế, hay là chờ ngày mai người ông chủ kia đến rồi nhìn lại một chút đi liền ở dương giang cùng lưu cường sẽ ký túc xá lúc ngủ trong siêu thị lại truyền tới nhỏ nhẹ rầm rầm thanh tay vịn thang máy lần thứ hai bắt đầu vận chuyển năm tầng đi về lầu bốn thang máy đột nhiên sáng lên nguồn điện đèn sau đó chậm rãi vận hành ước chừng qua một phút tả hữu này thang máy ngừng thế nhưng lầu bốn đi về lầu ba thang máy nhưng lại bắt đầu vận tác rầm rầm nhưng vận chuyển chỉ chốc lát sau lại ngừng phía sau lầu 3 đi về lầu 2 thang máy lại vận chuyển. Cuối cùng, làm đi về lầu 1 thang máy vận chuyển chỉ chốc lát sau, trung tâm thương mại tất cả cũng đều khôi phục yên tĩnh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.